chương 1220, thiện duyên, còn nói muốn bán thuốc thay lăng hàn, kia dĩ nhiên là nịnh hót. Không biết hàn thiếu muốn đan phương cấp mấy? Hàn hỏa hỏi, cấp 5, lăng hàn nói, hắn đã luyện chế thần đan cấp 4, mục tiêu kế tiếp đương nhiên là cấp 5. Lúc này hàn hỏa mới kinh hãi, cấp 5, người vui đùa một chút mà nói, thần đan cấp 1 là đủ rồi a à, chơi cấp 5 làm cái gì? Phải biết, dù ngươi là đệ tử hạt giống của lẫm thiên tông, đạt được rất nhiều tài nguyên, nhưng không chịu nổi luyện đan tiêu xài A, à, nhất là đan dược cao dai. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, lấy ra mấy bình đan dược đưa tới nói. Đây là Thái Huyền Thanh Minh đan cùng bích tiêu đan ta luyện chế, phiền phức hàn trưởng quý thay ta bán ra. Hàn hỏa mờ mịt tiếp nhận bình thuốc, sau khi sửng sốt một chút mới ý thức được Lăng Hàn không nói đùa. Thái Huyền Thanh Minh đan, thần đan cấp 4, T, lẽ nào Lăng Hàn thật là một vị đan sư, hơn nữa phẩm cấp còn không thấp. Hắn không dám khinh thường, vội vã mở bình thuốc ra tỉ mỉ kiểm tra. Hiệu buôn mặc thì cái gì cũng bán, Hàn Hòa tự nhiên cũng hiểu rõ đan dược, hắn lập tức có thể khẳng định, hai loại đan dược này đều như Lăng Hàn nói, đúng là chính phẩm. Thực sự là Lăng Hàn luyện, Hàn Hòa thà tin là có, ngược lại mình muốn tận lực kết giao Lăng Hàn A. Hắn gật đầu nói, Hàn thiếu chờ một chút, đợi Lão Hủ đi lấy đan phương. Ha ha, bởi vì có chút chân quý, Lão Hủ sẽ không tùy thân mang theo, lo lắng thất lạc. Hàn trưởng quỹ cứ tự nhiên, một lát sau, Hàn Hỏa trở về, đưa qua một quyển sách nhỏ. Lăng Hàn tiếp nhận nhìn, bìa viết năm chữ thất tuyệt phi hỏa đan, thô sơ giản lược nhìn một chút, tất cả đều viết tài liệu cùng quá trình luyện chế thất tuyệt phi hỏa đan, nhất là quá trình luyện chế, chiếm cứ chín thành độ dài. Luyện chế thần đan cao cấp, quá trình hết sức phức tạp, cần một quyển sách diễn tả cũng không quá đáng. Thất tuyệt phi hỏa đan, có thể để người tu luyện công pháp hỏa hệ, chiến lược tạm thời để thăng nhị tinh. Nhị tinh, Lăng Hàn nhìn đan phương giới thiệu một chút, không khỏi kinh ngạc, phải biết rằng phần lớn người đều là bình thường, ngay cả nhất tinh chiến lực cũng rất khó vượt qua, huống chi là nhị tinh. Này mặc dù không có bang trợ gì cho hắn tu luyện, nhưng tạm thời hắn cũng không cần thần đan cấp 5, bất quá nếu đồ chơi này luyện chế ra, tuyệt đối sẽ bị võ giả hỏa tu coi thành bảo. Hơn nữa, cương giả nhật nguyệt cảnh khẳng định không thiếu tiền, giá sẽ rất cao. Hàn thiếu, người thấy đan phương này thế nào? Hàn hỏa hỏi, được, lăng hàn gật đầu, bất quá hàn thiếu, Thất Tuyệt Phi Hỏa đan này rất khó luyện chế, lão hủ nghe nói rất nhiều đan sư cấp 6 cũng không thể luyện chế ra. Hàn Hỏa nhắc nhở, nếu quả thật không thể luyện chế thì Hàn thiếu không nên quá tốn thời gian vào nó, dù sao Hàn thiếu chính là thiên tài võ đạo. Ta trong lòng hiểu rõ, Lăng Hàn nói, đối phương này là hảo ý, hắn tự nhiên sẽ không tức giận, hơn nữa đối phương nói quả thật có đạo lý, vẫn phải dùng võ đạo làm trọng. Chỉ là Hàn Hỏa không biết, Lăng Hàn có một gốc luân hồi thụ, đây quả thực là nghịch thiên. Song Phương nói một chút chi tiết hợp tác, dĩ nhiên hết thảy đều là thành lập trên cơ sở Lăng Hàn có thể luyện chế ra Thất Tuyệt Phi Hỏa Đan. Hàn Hỏa cũng không có lòng tin quá lớn với hắn, bởi vậy nhượng rất nhiều lợi ích, ở trên lợi nhuận là 91, Lăng Hàn 9, hiệu buôn mặc thị 1. Hắn vốn định cho Lăng Hàn tất cả lợi nhuận, vẫn là Lăng Hàn chủ động lui bước, hắn mới tiếp nhận phương án phân phối này. Hàn Hỏa thật không tin Lăng Hàn có thể thành công, bởi vậy tự nhiên không ngại nhường toàn bộ lợi nhuận ra, cái này căn bản là không khí a. Hiện tại Lăng Hàn cần rất nhiều chân nguyên thạch, dùng để mua thần thiết, để thăng phẩm chất của tiên ma kiếm. Bởi vậy hắn ở trong điếm mua tài liệu luyện chế thất tuyệt phi hỏa đan, tiếp đó liền trở về lẫm thiên tông. Hắn lập tức vào hắc tháp, ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu đan phương. Luyện đan kỳ thực rất dễ nắm giữ, lúc nào thả tài liệu gì, dùng hỏa ôn thế nào, đây là người thường cũng có thể làm, có phức tạp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng, muốn thần văn trong tài liệu đan vào, đây không phải ai cũng có thể làm được, nhất định phải có thần hồn cường đại, năng lực điều khiển tinh tế. Này dính đến biến hóa lây ức vạn tính, người thường cả đời cũng không có khả năng hiểu rõ ràng, ngay cả đan sư cấp 5, cấp 6 cũng cần chừng trăm năm mới có thể nắm giữ. Nên hàn hỏa không tin lăng hàn có thể ở trong ngắn hạn luyện ra đan dược. Nhưng lăng hàn tràn đầy tự tin, hắn có luân hồi thụ. Lá cây nhẹ nhàng chập chờn hắn tiến nhập trạng thái minh tưởng, ở trong thế giới tinh thần bắt trước luyện chế đan dược, một lần lại một lần. Một ngày, hai ngày ba ngày thời gian lạng yên trôi qua bên ngoài một ngày dưới luân hồi thuộc tương đương với một năm bảy ngày sau lang hàn bắt đầu nếm thử luyện chế thất tuyệt phi hỏa đan chuyện này đương nhiên thất bại tưởng tượng cùng thực tế vẫn có tranh lệch tương đối lang hàn cũng không có tiếp tục luyện mà lựa chọn minh tưởng hai ngày nói cách khác hắn dùng hai năm ôn lại quá trình thất bại tiếp đó bắt đầu rồi luyện chế lần thứ hai vẫn thất bại nhưng lúc này đây lang hàn chỉ tổng kết thất bại gần nửa ngày liền bắt đầu luyện đan lần thứ ba thành công bất quá chỉ được hai viên đan dược trên lý thuyết một lò thất tuyệt phi hỏa đan tối đa có thể luyện ra bốn viên lần đầu tiên lăng hàn thành công liền luyện ra hai viên xác suất thành công là một nửa này rất không dễ dàng nhưng nhìn hai viên đan dược này lăng hàn liền không quá hài lòng bởi vì phẩm chất không cao lắm lăng hàn có xung động muốn ném hai viên đan dược này đan đạo đế vương ra tay không biết xấu hổ để đan dược như vậy gặp người sao nhưng tay mới vung lên hắn lại thả xuống nghèo a à, hai viên đan dược này làm sao cũng có thể bán mấy vạn chân nguyên thạch cứ như vậy ném thực đáng tiếc ai làm sao ta sẽ nghèo như vậy chứ lăng hàn sờ sờ cầm, tiếp đó nhìn về phía tiên ma kiếm nghĩ đến muốn để thăng thanh thần kiếm này tới tiên kim chân chính không biết phải hao phí bao nhiêu tiền của hắn a à. nhưng đạt được một thanh thần khí chân chính thuộc về mình đáng giá như hắc tháp rất nhiều bức nhưng hắn cũng chỉ có thể coi là không gian thần khí dùng tính công kích cường đại căn bản không được thể hiện. Nên bảo khí không cần cao cấp cỡ nào, chỉ cần ngươi có thể phát huy ra uy lực là được. Chương 1221, hù dọa ngốc Hàn Hỏa. Lại luyện, Lăng Hàn tổng cộng mua 5 phần tài liệu, không phải là hắn không muốn mua nhiều, mà là trong túi ngượng ngùng, chỉ có thể như vậy. Lần thứ tư, hắn luyện ra 3 viên Thất Tuyệt Phi Hỏa Đan, lần thứ năm, đạt tới 4 viên Hoàn Mỹ. Đừng nhìn hắn tiến bộ nhanh chóng, nhưng mỗi lần luyện chế xong, hắn sẽ tổng kết ở dưới luân hồi thụ, nghĩ lại, xóa đi tỉ vết. Bởi vậy, phẩm chất lô đan dược thứ năm cũng có đề thăng rất lớn, đạt tới hoàn mỹ. Không biết hàn trưởng quỹ thấy, có thể kinh ngạc đến ngây người hay không? lang hàn mỉm cười nói, thời gian qua một tháng, hắn luyện ra 9 viên phi hỏa đan, có 4 viên đạt tới trình độ hoàn mỹ, luyện chế thành công một lò thất tuyệt phi hỏa đan cần 5 ngày, đây là thần đan cấp 5, có người nói từ cấp 9 bắt đầu, luyện một lò đan dược sẽ phải cần một năm hai năm, vậy thì thật là sai lầm một chút xíu sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Tu vi không đề thăng, nhưng thần hồn cường đại hơn rất nhiều. Lăng Hàn lẩm bẩm, trước hắn một mực luyện đan, tự nhiên không có thời gian tu luyện, nguyên lực gần như dậm chân tại chỗ, nhưng luyện đan đặc biệt hao tổn nguyên thần, đây là một loại rèn luyện. Trước bán đan dược, kiếm tiền về, lại đề thăng tiên ma kiếm tới cấp 4. Này là mục tiêu tạm thời của Lăng Hàn, lên cấp 5 có thể chậm một chút, dù sao hắn vẫn có đột phá nhật nguyệt cảnh. Lăng Hàn ra hắc tháp, cũng nghe Phạm như nói, người cốc môn đã đến nhiều lần, nhưng bởi vì Lăng Hàn bế quan, tự nhiên chỉ có thể không hài lòng rời đi. Có người nói, cốc hoang đã động nộ, lên tiếng nói muốn Lăng Hàn tự mình đi cốc môn cầu kiến, mà kỳ hạn là ngày hôm qua đã là ngày cuối cùng. Ngốc thiếu sao, Lăng Hàn lắc đầu, căn bản lười để ý tới, đi ra cửa. Lăng Hàn đi tới chấn nhỏ, vào hiệu buôn mặc ra. Hàn thiếu, hàn hỏa vừa lúc ở tầng dưới cùng thấy lăng hàn đầu tiên là ngẩn ra tiếp đó vẻ mặt kỳ quái tại sao vị thiên tài này lại tới lẽ nào sau khi nghiên cứu đan phương tự giác không có khả năng luyện chế thành công nên bỏ qua tới đổi đan phương dễ hơn luyện hắn thấy này hợp tình hợp lý lăng hàn lấy ra một bình thuốc nói phiền phức hàn trưởng quỹ giúp ta tiêu thụ những đan dược này hàn hỏa không cho là đúng tiếp nhận bình thuốc mới nói hàn thiếu đây cũng là thái huyền thanh minh đan sao được rồi, lần trước Hàn Thiếu nhờ bản điếm bán hộ đã bán hết, thu lợi xa xỉ. Lăng Hàn mỉm cười nói, đây không phải Thái Huyền Thanh Minh Đan, mà là thất tuyệt phi hỏa đan. Phốc, Hàn Hỏa lập tức phun ra, tiếp đó ho khan liên tục, khuôn mặt già nua đỏ bừng. Nói đùa sao, mới qua một tháng mà thôi, người cũng đã luyện thành thất tuyệt phi hỏa đan. Không có khả năng, tuyệt đối không thể, mặc dù này là thần đan cấp 5, nhưng phi thường, phi thường khó luyện, ngay cả rất nhiều đan sư cấp 6 cũng sẽ tận lực tách ra. Nhưng Lăng Hàn dùng gần một tháng liền có thành đan, đây không phải nói giỡn thì là cái gì. Hàn thiếu, người thật biết nói đùa. Hắn cười nói, Lăng Hàn cũng cười nói, ta quả thực rất thích nói giỡn. Lúc này Hàn Hỏa mới thở phào nhẹ nhõm, tò mò nói. Lần này Hàn thiếu luyện đan dược gì? Hắn kỳ quái, Lăng Hàn không phải cầm thất tuyệt phi hỏa đan đi nghiên cứu sao, tại sao lại dằn vặt đan dược khác? Hắn mở nút lọ, đổ ra mấy viên đan dược xích hồng sắc, kinh người là, những đan dược này như đang thiêu đốt, không chỉ tán phát nhiệt lực, còn có thể thấy hỏa diễm sôi trào. Người thường lấy tay nâng đan dược như vậy, sợ rằng bàn tay sẽ bị đốt ra một cái lỗ thùng, bởi vì ôn độ cao kinh người. Ngay cả sinh hoa cảnh cũng không dám đơn giản chạm đến. Nhưng hàn hỏa là sơn hà cảnh đại viên mãn, này tự nhiên là chút lòng thành, nhưng biểu hiện trên mặt hắn còn giật mình hơn so với bàn tay đốt ra một lỗ thùng. Có thể không kinh hãi sao? này con mẹ nó là thất tuyệt phi hỏa đan A, à. hàn thiếu, người xác định không nói giỡn với lão hủ. Da mặt của hàn hỏa co quắp, hắn sắp ngất rồi. Lăng hàn cười ha ha, vỗ vai của hàn hỏa nói. Hàn trưởng quỹ, người muốn đề thăng cảm giác hài hước sao? Tuy tuổi của hai người có khả năng kém mấy vạn, nhưng tu vi của lăng hàn trên đối phương, bởi vậy án quy củ võ đạo giới, kỳ thực hắn mới là tiền bối, vỗ vai đối phương cũng không phải nhục nhã. Hàn hỏa nhìn kỹ, ở phương diện giám định hàng hóa hắn là hành gia, lập tức có thể kết luận, chín viên thuốc này đều là gần đây mới luyện chế ra. Thất Tuyệt Phi Hỏa Đan thì càng có đặc thù rõ ràng, càng mới, bên ngoài thiêu đốt hỏa diễm là màu xanh, sau sẽ từ từ biến thành lam sắc, rồi đến màu đỏ, cuối cùng là tím đen. Thật đến tím đen, nói rõ thời gian trôi qua lâu lắm, dược lực cũng không sai biệt lắm trôi hết, cơ bản chính là phế đan. Hàn Hỏa sắp muốn khóc, đây thật là Thất Tuyệt Phi Hỏa Đan vừa luyện thành, lẽ nào Lăng Hàn thật thành công? đây là quái thai gì a à? Hàn thiếu, người thật luyện ra được. Không, bây giờ người thấy đều là ảo giác. Lăng Hàn cười nói, lúc này Hàn Hỏa không hề có chút cảm giác hài hước nói. Hàn thiếu, người có thể hù chết lão hủ a à, một tháng luyện ra thất việt phi hỏa đan, quả thực tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, độc nhất vô nhị. Tuy hắn có ý nịnh bợ Lăng Hàn, nhưng không có khoa trương nhiều lắm, bởi vì không có luân hồi thụ mà nói, dù cho Lăng Hàn tốn vài chục năm, cũng chỉ là hiểu rõ đan phương mà thôi tiến lên thần cảnh, thọ nguyên của võ giả tăng mạch, cần lĩnh ngộ bí pháp, trận pháp, đan phương nào đó, động một chút là trăm năm, vô cùng kinh người. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, tiếp đó nghiêm mặt nói. Hàn trưởng quỹ, ta cần ngươi giúp ta một chuyện, là tận khả năng thu thập thần thiết cấp 3, liền lấy lợi nhuận của ta đến trả. Không thành vấn đề, Hàn hỏa thông minh không hỏi tại sao Lăng Hàn cần nhiều thần thiết như vậy, mà trực tiếp vỗ ngực đáp ứng. Phiền phức Hàn trưởng quỹ, nguyện cống hiến sức lực cho Hàn thiếu. Lăng Hàn gật đầu, lại mua mấy phần tài liệu, hắn còn phải tiếp tục luyện chế thất tuyệt phi hỏa đan, đây chính là tài nguyên của hắn. Hàn hỏa một bên bồi Lăng Hàn chọn tài liệu, một bên thì đổ mồ hôi, hắn còn không có từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Lăng Hàn cười nói, Hàn trưởng quỹ, có phải hối hận hiệp nghị lúc trước, người một ta chín, người thua thiệt nhiều hay không? Nào có, Hàn hỏa vội vàng lắc đầu, tuy hắn cũng rất đau lòng, nhưng là một thương nhân giỏi, hắn cũng biết, Lăng Hàn hoàn toàn có thể không giao thất tuyệt phi hỏa đan cho bọn họ bán. Chương 1222, đã quên cảnh cáo lần trước sao? Đan dược như vậy còn sợ không có người mua sao? Tùy tiện hống một tiếng, bảo chứng có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu. Hơn nữa, đối phương vốn có thể chiếm hết lợi nhuận, còn cố ý nhượng một thành cho hiệu buôn mặc thị, đây chính là thiên đại nhân tình. Hắn tự nhiên rõ ràng, lẽ nào Lăng Hàn không có lý giải với tiêu chuẩn đan đạo của mình sao? Ở dưới điều kiện tiên quyết biết rõ có thể luyện ra thất tuyệt phi hỏa đan, còn nhường ra một phần lợi nhuận, có mấy người có thể làm được. Hảo ý của Hàn Thiếu, lão hủ vô cùng cảm kích. Hắn cũng không hiểu vì sao Lăng Hàn sẽ quan tâm hiệu buôn mặc thị như thế. Lăng Hàn gật đầu nói, ở trên đường đến lẫm thiên tông, ta bị người đánh lén, bị lạc phương hướng trong tinh không, may mắn gặp phải thương thuyền của mặc gia, được giúp đỡ đưa tới nơi này. Hàn hỏa giờ mới hiểu được, không khỏi chắp tay nói. Hàn thiếu thật là đại trượng phu, với mặc gia mà nói, đây chỉ là viện thủ bé nhỏ không đáng kể, nhưng đổi được tình hữu nghị với một vương giả trẻ tuổi, lần này buôn bán thực sự là quá lời. Hơn nữa, đây là bởi vì Lăng Hàn tri ân báo đáp, nếu không trở mặt không tiếp thu thì như thế nào? Lăng Hàn cười nói, Hàn trưởng quỹ, sự tình ta nhờ phiền phức mau chóng tiến hành, thần thiết cấp 3 không cần quan tâm là chủng loại gì, không tinh khiết cũng không có vấn đề gì, chỉ cần phẩm chất đạt đến cấp 3 là được. Lão hủ nhớ kỹ, một tháng sau Hàn Thiếu tới, lão hủ tất cho Hàn Thiếu một kinh nghỉ Hàn Hỏa tràn đầy tự tin nói, hắn quyết định đăng báo sự tình của Lăng Hàn lên cao tầng mặc ra, một vị vương giả trẻ tuổi vốn đáng giá mượn hơi, huống chi còn là loại trọng tình trọng nghĩa như Lăng Hàn. Hắn sẽ nhờ cao tầng mặc ra, không hạn chế thu mua thần thiết giúp Lăng Hàn. Thần thiết cấp 3 đổi lấy hảo cảm của một vương giả trẻ tuổi, quá lời a. À. Hơn nữa, thành tựu đan đạo của Lăng Hàn thật đáng sợ, một tháng luyện ra thần đan cấp 5 cấp, hơn nữa không chỉ một lô. T, ta lại quên, Hàn Thiếu vẫn chỉ là Sơn Hà Cảnh, tại sao hắn có thể luyện chế thần đan cấp 5? Tu ra tòa Sơn Hà thứ 5, liền có thể sánh ngang nhật nguyệt cảnh sao? Đan võ song tu, đan võ song tuyệt, thiên tài như vậy mặc ra ta tuyệt không thể thất giao, nói không chừng, tương lai thanh niên này có thể quân lâm thiên hạ, phải không tiếc bất cứ giá nào cùng hắn buộc chung một chỗ. Hàn hỏa lẩm bẩm nói, tuy hắn không họ mặc, nhưng là người của mặc ra, bởi vì hắn ở rể mặc ra, Nhị tử, tôn tử đều họ mặc. Lăng Hàn tùy ý mà đi, hiện tại sắp có thần thiết, để tâm tình của hắn rất tốt, kế tiếp nên chuẩn bị sự nghị hoàng tuyển bí cảnh, mà sau khi bí cảnh lần này chấm dứt, hắn không sai biệt lắm cũng có thể trùng kích nhật nguyệt cảnh rồi. Sau khi đột phá nhật nguyệt cảnh, hắn sẽ xuất phát đi tìm ngũ tông cùng côn bằng cung, không thể vẫn chờ như vậy. Thiên phượng thần nữ, từ biệt vạn năm, không biết hiện tại thế nào. Nàng lần thứ hai thấy mình, nhất định sẽ thất kinh đi không chỉ là người chết sống lại, hơn nữa hắn tiến cảnh nhanh đến quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi, mới qua một vạn năm, hắn cũng đã là nhật nguyệt cảnh, đã vượt qua thiên phượng thần nữ, kiếm đế. Bị hung bà nương kia khi dễ vài thập niên, cũng là lúc đến phiên hắn phản kích rồi. Không đánh cái mông của nàng thì làm sao có thể hả giận. Hiện tại nhi tử cũng nên lớn rồi, phụ mẫu thì thế nào, nhà đầu hổ nữ kia hẳn là càng ngày càng giống đại cô nương đi. Hách liên tầm tuyết, chưa toàn nhi, Lưu Vũ Đồng cùng Lý Tư Thiền thì sao? Hắn thở dài, đời này tuy không có qua bao nhiêu năm, nhưng hắn chọc khoản nợ tình lại vượt xa 200 năm đời trước. Một đường trở lại lẫm thiên tông, Lăng Hàn quyết định nhét phong lưu tình trái vào đáy lòng, so sánh với nhau, cái gì cũng không bằng khát vọng cường đại, có thực lực, hắn mới có thể làm sự tình mình muốn làm, thậm chí, chỉ là vì có thể tự do hô hấp không khí. Hàn Lâm, một tiếng giống to từ đàng xa truyền đến, hắn nhìn sang, chỉ thấy trước cửa cung điện của hắn đang đứng bốn người, mỗi một người đều giận dữ bên trong có hai người hắn nhận thức một là phù lương dạ một cái khác là cái vịnh tư tại sao lại tới hàn lâm này là cơ hội cuối cùng cốc thiếu nói hôm nay ngươi một đường quỳ tới thiên điều phong có thể tha ngươi bất kính cái vịnh tư ngạo nghễ nói sắc mặt lăng hàn cổ quái nhìn hắn một cái nói ngươi người này thật nhanh quên lại muốn ăn đòn sao hàn lâm một trung niên nam tử mở miệng thanh âm trầm thấp như tiếng sấm vừa mở miệng liền tản mát ra uy thế cường đại đây cũng không phải là hắn trời sinh khí phách, mà là hắn vận dụng cảnh giới áp chế. Nhật Nguyệt Cảnh, thảo nào ngày hôm nay cái vịnh tư gan lớn, nguyên lai là có giúp đỡ cường lực. Phù Lương giả cười lạnh, hắn cũng gia nhập cốc môn, mà lúc biết được sẽ đối phó Lăng Hàn, liền chủ động yêu cầu cùng đi, chính là muốn nhìn Lăng Hàn cúi đầu thế nào. Không cúi đầu cũng không có vấn đề gì, khẳng định không thể thiếu một trận nhục nhã. Nhật Nguyệt Cảnh quả thực không có thể tùy ý ra tay với Sơn Hà Cảnh, dù sao không phải ai cũng như Dương Hạo, nhưng cường giả nhật nguyệt cảnh âm thầm động chút tay chân, áp chế tu vi của Lăng Hàn, lại để cho Sơn Hà cảnh khác chân áp, này ai có thể nói cái gì. Lăng Hàn đi tới, mở cửa, đi vào. Phốc, bốn người cái vịnh tư thiếu chút nữa tức điên, người đây là ý gì, lẽ nào bọn họ là không khí sao? Cứ như vậy bị không để ý tới. Hàn Lâm, cái vịnh tư đứng ở trên cửa, ngăn cản Lăng Hàn đi vào. Ở Lẫm Thiên Tông có một cấm kỵ tuyệt đối không thể xúc phạm, đó chính là trước khi không có được cho phép, tuyệt không thể vào gian phòng của những người khác. Người bình thường đấu đấu, không có việc gì, võ giả chính là ở trong chiến đấu để thực lực tăng cao. Thế nhưng, một khi bế quan bị quấy dày mà nói, cực có khả năng phế bỏ một người. Này là tông môn tuyệt đối không cho phép, nên bình thường chỉ cần người cảnh giới tương đương, muốn đánh cứ đánh, tuyệt không có người ngăn cản, nhưng trở lại nơi ở, đó chính là nơi tránh gió tuyệt đối, ai cũng không thể sằng bậy. Ngay cả Dương Hạo cũng không dám đánh vỡ cấm kỵ như vậy, này là cực hạn. Bởi vậy, thấy Lăng Hàn muốn vào phòng, cái vịnh tư tự nhiên nóng nảy. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, đưa tay chộp một cái, cái vịnh tư đã bị hắn bắt. Hiển nhiên, người đã quên lần trước ta cảnh cáo, lại chạy vào cửa. Chương 1223, thương cảm cái vịnh tư. Hắn con mẹ nó, căn bản không phải hắn chủ động vào cánh cửa này, mà là bị ngươi lôi vào có được hay không? Tại sao ngươi có thể không phân rõ phải trái như vậy? Ba, hắn còn chưa nghĩ xong, đã bị Lăng Hàn rút một tát tay. Chí nhớ kém như vậy, xem ra, không đánh không khôn ra a. À. Chư đại nhân, cứu ta, cái vịnh tư vội vàng cầu cứu cường giả nhật nguyệt cảnh. Cường giả nhật nguyệt cảnh kia họ chư, tên thiên sầu, bất quá chỉ là tiểu cực vị trung kỳ, nhưng tin tưởng cho dù lăng hàn tu tòa sơn hà thứ năm đến hoàn Mỹ cũng có thể dễ dàng chấn áp, đây chính là kém một đại cảnh giới. Hắn tức đến mũi lệch ra, trước đó lăng hàn cho bọn hắn bế môn canh, hiện tại ở dưới mí mắt của hắn bắt người, này là có bao nhiêu khinh thường hắn a. À? thả người, hắn trầm giọng nói, cả người có đạo đạo băng xương quấn quanh, đây là hắn thật động nộ, không khống chế được nguyên lực trong cơ thể. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng nói, nếu ta không thả thì sao, ở trước mặt ta, người không có tư cách nói không. Chư thiên sầu tiến lên trước một bước, oanh, uy thế của nhật nguyệt cảnh như đại dương minh mông. Hắc hắc hắc, nhìn dưới bàn chân đi, Lăng Hàn chỉ cánh cửa kia nói, đây chính là địa bàn của ta, không được ta cho phép, người bước qua một bước, người biết sẽ phải chịu xử phạt thế nào không? Chư thiên sầu không khỏi dừng chân, này là cấm kỵ, trong tông trên dưới không người nào có thể đánh vỡ, ngay cả mấy vị thân đồ của tam nguyên thượng nhân tới cũng giống như vậy. Ba, lang hàn tay nâng trưởng rơi, cho cái vịnh tư một bà tay, sức vô cùng lớn, chỉ thấy miệng của cái vịnh tư mở to, hộp ra một ngụm máu tươi, còn có một cái răng gãy. Chư thiên sầu thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tiểu tử này là đang cố ý khiêu khích mình sao? Thật quá mức, đều nói đánh chó phải ngó mặt chủ, hắn đứng ở nơi này, cách lăng hàn không quá một trượng, nhưng tên này dám động thủ đánh người của hắn, này cùng đánh mặt hắn có gì khác nhau. Phù lương giả dạ thì trong lòng phát lạnh, tâm nói chẳng lẽ người kia là người điên sao. Hắn đã đắc tội dương hạo, hiện tại đắc tội toàn bộ cốc môn vào chỗ chết, này là ngại sống quá lâu sao. Kết thù với người điên như vậy, sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, hắn thực sự là sợ. Tại sao hắn lại làm người tích cực dẫn đầu chứ? Dù muốn xem náo nhiệt, cũng có thể ở phía xa xem mà. Ba, Lăng Hàn lại quất một trường, cái vịnh tư bị đánh nát một cái răng nữa. Lấy lực lượng của hắn, một trường xuống đánh nát toàn bộ hàm răng của cái vịnh tư cũng không thành vấn đề, nhưng hắn hết lần này tới lần khác một lần đánh gãy một cái, này hiển nhiên là cố ý. Cả người chư thiên sầu run rẩy, hắn điềm nhiên nói. Thả người, ngày hôm nay liền tha cho ngươi một lần. Ha ha, Lăng Hàn cười to, chỉ chỉ chư thiên sầu. Các ngươi nha, đầu óc đều có bệnh sao, rõ ràng là các ngươi chạy đến chỗ ta diếu võ dương oai, lại còn nói muốn tha ta một lần. Sách sách sách, ba, hắn lại rút cái vịnh tư một tát, thương cảm a, à, tự nhiên lại bị quất gảy một cái răng, tiên huyết phun trào. Cái vịnh tư chỉ cảm thấy mình quá oan, rõ ràng là chư thiên sầu đang uy hiếp lăng hàn, vì sao người bị đánh là hắn chứ? Nhưng hắn có thể lý luận với lăng hàn sao? Tên này rõ ràng là ma vương, hàn lâm, chư thiên sầu cảm giác hô hấp cũng khó khăn, chỉ lăng hàn nói ngươi không muốn lăn lộn trong tông sao ai ngươi lại uy hiếp ta lang hàn thở dài ba tay nâng trưởng rơi cái vịnh tư lại gãy răng chư đại nhân van cầu ngươi đừng nói nữa cái vịnh tư khóc các ngươi đấu võ mồm vì sao là ta không may chứ chư thiên sầu hừ một tiếng tại sao tên này không có một chút cốt khí chứ cũng phải nếu tên này có cốt khí mà nói sao có thể trở thành chó săn của cốc hoang phải biết rằng người có thể được tông môn thu, cái nào không phải hạng người ngạo khí sung thiên. Dù chịu gia nhập cốc môn, cũng chỉ là muốn lợi dụng tài nguyên cùng mạng giao thiệp của cốc môn, mở rộng mạng lưới quan hệ của mình, cái nào sẽ tất cung tất kính với cốc hoang. Luận bối cảnh, phần lớn người ở đây đều có cường giả tinh thần cảnh ở sau lưng chống đỡ, cái nào cần nghĩa cốc hoang, khác biệt ở chỗ, tinh thần cảnh của đối phương ở trong tông, lại có thể chạm đến đại năng hàng hà cảnh. Nhưng như thế nào đi nữa, đây cũng là chó săn của cốc môn, bị một ngoại nhân khi dễ, ném là mặt cả cốc môn. Chư thiên sầu xuất thủ, quy tắc hóa thành thần liên, quấn về phía Lăng Hàn, hắn muốn kéo Lăng Hàn cùng cái vịnh tư ra khỏi cửa. Lăng Hàn cười ha hả, lấy cái vịnh tư che trước người. a à, cái vịnh tư kêu thảm thiết, thân thể bị mười mấy đạo thần liên xuyên thấu, có một cái càng đâm vào mông của hắn, làm trên cổ hắn có gân xanh nhảy ra, đây mới thực là bị bạo cúc. Tới đây cho ta, chư thiên sầu thu thần liên về, nhưng Lăng Hàn bắt được cánh tay của cái vịnh tư, không chịu buông tay luận lực lượng lăng hàn khẳng định không thể địch nổi nhật nguyệt cảnh nhưng mấu chốt là thể phách của cái vịnh tư khiêng không nổi lực lượng của lăng hàn bị hai bên kéo như thế hắn nhất thời kêu thảm thiết cũng bị xé rách chư thiên sầu ngoan tâm ngược lại cái vịnh tư cũng là thần linh thân thể bị xé rách cũng không chết được hiện tại trọng yếu là đoạt người lại bằng không chỉ cần người ở trong tay lăng hàn cốc môn sẽ bị đánh mặt suy lạp tiên huyết đầy trời a à, cái vịnh tư phát sinh tiếng kêu thảm thiết cả người hắn bị xé thành hai mảnh nhưng hơn nửa người được chư thiên sầu thu về cuối cùng thoát khỏi tay lăng hàn a à, không có ý tứ lăng hàn cười nói không có ý tứ con mẹ ngươi a à. trên mặt ngươi có một chút xíu thành ý sao nếu cái vịnh tư có đủ thực lực hiện tại khẳng định muốn bóp chết lăng hàn nhưng bởi vì không có hắn chỉ có thể nuốt cơn tức này một chút tính tình cũng không dám có vội vàng lấy đan dược nuốt vào một bên vận chuyển nguyên lực thôi động dược lực ánh mắt của chư thiên sầu rét lạnh hắn nhìn chòng chọc lăng hàn, nhưng này là nơi ở của lăng hàn, hắn không thể xuất thủ, bằng không chỉ cần đả thương một mảnh ngói, hắn cũng phải ăn vị đáng lớn. Hắn hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ đè xuống lửa giận trong lòng nói. Thiếu chủ muốn ta mang câu nói, người muốn trùng tu quan hệ với cốc môn mà nói, sau khi tiến nhập hoàng tuyển bí cảnh, phải lấy chỉ ít ba giọt thiên nguyên chân dịch ra, hiến cho thiếu chủ. Cái vịnh tư có cảm giác hủy khuất cường liệt, chương 1224, thiên nguyên chân dịch. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại liền rời đi phù lương giả cùng tên còn lại vội vàng đuổi theo nếu lạc đàn mà nói không phải sẽ bị lăng hàn đánh tơi bởi sao chờ ta một chút cái vịnh tư cũng không kịp chữa bệnh hắn đã bị thương nặng như vậy cũng không muốn lại bị lăng hàn đánh cốc hoang này muốn mời chào ta đại khái mục đích từ đầu chính là thiên nguyên chân dịch đi lăng hàn lẩm bẩm có thể để cho con trai của tinh thần cảnh nhớ mãi không quên đây là bảo vật gì tìm người hỏi một chút đi hắn trở lại cung điện bảo phạm như giữ cửa, ai cũng không được tới quấy rầy hắn, liền vào trong hắc tháp, thỉnh giáo vô tướng thánh nhân. Thiên nguyên chân dịch, vô tướng thánh nhân suy nghĩ một chút mới nói, sau khi hằng hà cảnh tỏa hóa, máu trải qua thời gian rất dài, mài đi hung sát khí bên trong, hơn nữa tinh hoa vẫn chưa có hoàn toàn trôi đi, liền có khả năng hình thành thiên nguyên chân dịch. Đối với thần linh dưới hằng hà cảnh mà nói, này là trí bảo. Mỗi một giọt thiên nguyên chân dịch đều chứa đựng lính ngộ đại đạo của hằng hà cảnh, có thể trợ giúp thần linh để thăng cảnh giới, tương đối tốt. Lăng Hàn bừng tỉnh, thảo nào cốc hoang cần thiên nguyên chân dịch như thế, bởi vì hắn đã tu đến nhật nguyệt cảnh đỉnh phong, nhưng tinh thần cảnh có bao nhiêu khó khăn. Ngay cả phụ thân hắn đồng dạng là tinh thần cảnh cũng không có cách nào. Ba giọt thiên nguyên chân dịch, sau khi cốc hoang ăn vào, nói không chừng có cơ hội trùng kích tinh thần cảnh. Tuy Lăng Hàn còn chưa thấy cốc hoang, nhưng từ hành vi của hắn đến xem, người này tất nhiên là người tham lam. Hơn nữa, Chuyện lớn dính đến đột phá tinh thần cảnh, Thiên Nguyên chân dịch khẳng định càng nhiều càng tốt. Mà Cốc Hoang lại nói chỉ cần ba giọt, điều này nói rõ cái gì? Độ khó thu hoạch Thiên Nguyên chân dịch khẳng định cao kinh người, bởi vậy lấy Cốc Hoang tham lam, cũng chỉ cần ba giọt. Nhật Nguyệt cảnh không thể vào Hoàng Tuyển bí cảnh, bởi vậy hắn tìm cường giả trong sơn hà cảnh khắp nơi, để người khác thay hắn tìm kiếm Thiên Nguyên chân dịch. Lam Hàn lắc đầu, thật đúng là ích kỷ đến mức tận cùng a, dựa vào cái gì để người khác đem bảo vật cho hắn? Lăng Hàn lười tức giận, lại bắt đầu luyện đan dược. Trước khi tiến vào hoàng tuyển bí cảnh, hắn nhất định phải đề thăng tiên ma kiếm tới cấp 4, cái này cần rất nhiều chân nguyên thạch. Lúc này đây, Lăng Hàn không có đem toàn bộ thời gian dùng để luyện đan, hắn sẽ trích một ít thời gian tiến hành tu luyện, đề thăng nguyên lực cùng thể thuật, bản thân cường đại mới là vương đạo. Bất quá, chỉ nửa tháng sau, Lăng Hàn vội ngừng luyện đan. Nguyên thừa hòa muốn đột phá, hắn lại không thể không minh bạch cho Nguyên thừa hòa xuất hiện, ở trong tông độ thiên kiếp, bởi vậy hắn lẻ loi một mình ly khai tông môn, lại lấy xuyên vân toa đi tới địa phương xa xôi, thả nguyên thừa hòa ra, cho đối phương độ thiên kiếp. Cơ sở vững chắc, hơn nữa thiên phú của nguyên thừa hòa cực kỳ bất phàm, hắn tự nhiên dễ dàng vượt qua thiên kiếp, để bên người lăng hàn lại thêm một thần linh. Tàn dạ độ thiên kiếp cũng không có vấn đề, thế nhưng nhiễm nguyên cùng chu vô cửu thì có chút chắc trở. Không có biện pháp, thiên phú của hai người này thực quá bình thường, ở tiểu thế giới miễn cưỡng có thể xưng thiên tài, nhưng bình thường mà nói, sinh hoa cảnh đã là cực hạn, bây giờ là được lăng hàn đẩy lên phá hư cảnh, ngay cả thần cảnh cũng có thể đột phá, này để bọn họ có chút không điều khiển được lực lượng của bản thân. Cũng chỉ có thể dừng lại ở sơn hà cảnh, lăng hàn thầm nói, tàn giả cùng nguyên thừa hòa còn có không gian tăng lên, nhưng nhiễm nguyên cùng chu vô cửu, liền như vậy đi. Hắn trở về lẫm thiên tông, tiếp tục bế quan khổ tu. Một tháng kỳ hạn đến, hắn mang đan dược mới luyện chế đi hiệu buôn mặc thị. Di, nhiều thần thiết như vậy, Lăng Hàn kinh ngạc, ở trong không gian linh khí mà Hàn Hỏa đưa qua chất đầy thần thiết. Tuy hắn biết đan dược rất kiếm tiền, nhưng có thể kiếm nhiều như vậy sao? Ha ha, lão hủ bẩm báo sự tình của Hàn thiếu cho gia tộc, gia tộc liền cho lão hủ một mệnh lệnh, đó là tận hết sức thay Hàn thiếu hoàn thành nhiệm vụ này. Hàn Hỏa cười nói, một tháng này lão hủ đều đang thu thập thần thiết, mặt khác, gia tộc còn động viên sẽ từ địa phương khác trở thần thiết tới, chỉ cần Hàn thiếu chưa nói không cần nữa, thần thiết sẽ không dừng. Lăng Hàn cười nói, các ngươi không sợ ta luyện không đủ đan dược hoàn lại sao? Ha ha, chỉ cần Hàn thiếu vui vẻ, một ít thần thiết lại tính là gì? Hàn Hỏa ngạo nghễ nói, mặc ra có thể nói là hiệu buôn lớn nhất tinh hệ này, mặc dù Hàn Hỏa nói hơi lớn, nhưng quả thật có lực lượng như vậy. Lăng Hàn kinh ngạc, mặc ra cư nhiên để ý mình như thế, mình còn không có nhảy vào nhật nguyệt cảnh còn có thể đầu tư như thế. Phải biết rằng, thế giới này không thiếu nhất chính là thiên tài, rất dễ ở nửa đường điêu linh chỉ có thể nói, mặc ra thật là tài đại khí thô, chịu được tổn thất vạn nhất. Mà một khi Lăng Hàn trở thành tinh thần cảnh, mặc ra có khả năng đạt được hồi báo lớn đến kinh người. Nếu như Lăng Hàn còn có thể tiến thêm một bước, đạt đến hằng hà cảnh mà nói, mặc ra sẽ thật bay trên trời. Đa tạ, Lăng Hàn cũng không có giả mồm cãi láo. Hắn tự tin có thể trở thành tinh thần cảnh, hằng hà cảnh, thậm chí sáng thế cảnh. Ngày hôm nay mặc ra đầu tư nhất định sẽ ở tương lai thu hoạch hồi báo. Trở lại lẫm thiên tông, Lăng Hàn bắt đầu đề thăng phẩm chất của tiên ma kiếm. Chém 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 chém, chỉ gần nửa ngày, tất cả thần thiết đều hóa thành phế phẩm, nhưng tiên ma kiếm cách cấp 4 còn kém một đoạn rất dài. Phẩm cấp càng cao, tấn cấp cần thần thiết càng nhiều, nhưng lại không phải là nhiều thông thường. Lăng Hàn chỉ có thể chờ một chút, cũng may cách hoàng tuyển bí cảnh mở ra còn có hơn 3 tháng thời gian. Lẫm Thiên Tông cũng bắt đầu phân phát danh ngạch tiến nhập bí cảnh, trừ đệ tử Sơn Hà Cảnh trong Tông đều có thể đi vào ra, còn có một bộ phận danh ngạch chia cho người ngoài, còn cần cái gì để đổi, vậy chỉ có người chủ trì việc này mới biết. Lăng Hàn cũng không quản mấy chuyện kia, hắn chỉ nỗ lực tu luyện, nỗ lực luyện đan. Ma chủ tinh nguyên đã tiêu hao thất thất bát bát, may mắn bản thân Lăng Hàn chính là đan đạo đế vương, lấy đan nuôi võ, tuy hiệu quả không bằng ma chủ tinh nguyên, nhưng thắng ở chính hắn có thể luyện chế, không có số lượng hạn mức. Tin tức tốt một cái tiếp một cái, chương 1225, tử vong cốc, Hiệu buôn mặc thị đưa tới thần thiết cuồn cuộn không dứt, tiên ma kiếm rốt cục tăng lên tới cấp 4, mà bây giờ là cần thần thiết cấp 4 mới có thể tiếp tục đề thăng phẩm chất của tiên ma kiếm. Đừng nhìn chỉ là đề thăng một cấp, nhưng cái này cần tốn hao là tăng thập bội. Bởi vậy, Lăng Hàn không có ý tứ để hiệu buôn mặc thị làm không, mà dự định trước trả hết số nợ, lại đại lượng mua sắm thần thiết cấp 4. Hắn ký thác tất cả hy vọng vào hành trình bí cảnh lần này, nếu có thể được mấy quyển bí thuật, lấy ra bán, hắn nhất định sẽ giàu to. Mặt khác, hắn cũng đạt tới cực cảnh trung kỳ, lực lượng bước vào bát tinh. Này rất kinh người, ai bảo hắn có luân hồi thụ, có đầy đủ thời gian đi lĩnh ngộ cảnh giới. Vũ Hoàng, Đinh Bình, Thủy Nhạn Ngọc, Hồ Phỉ Vân cũng tiến bộ rõ ràng, nhiều nhất là Vũ Hoàng, thình lình đạt tới trung cực vị đỉnh phong, dù cho có đan dược của Lăng Hàn, luân hồi thụ hỗ trợ mộ đạo, này vẫn dọa người không thôi. Vũ Hoàng phảng phất trời sinh chính là vì võ mà sinh, hơn nữa cảnh giới càng cao, sức bật của hắn ngược lại càng cường đại. Phong Phá Vân, Đinh Bình chỉ vừa nhảy vào trung cực vị, cùng Vũ Hoàng tranh lệch càng lúc càng lớn. Thủy Nhạn Ngọc cũng đã tới đại cực vị đỉnh phong, còn Hồ Phỉ Vân, bởi vậy nàng là phân thân của loạn tinh nữ hoàng, chỉ cần nghiêm túc tu luyện, tiến bộ đồng dạng kinh người, đã bước vào đại viên mãn đỉnh phong, có thể trùng kích cực cảnh. Mà Hoàng Tuyền Bí cảnh rốt cục cũng mở ra. Hoàng Tuyền Bí cảnh không ở Thiên Phong Sơn, mà ở Tử Vong Cốc cách 10 vạn dặm. Ở đây vẫn là phạm vi thế lực của Lẫm Thiên Tông, nhưng vạn năm trước là vùng cấm, nghe tên liền biết này là tử vong cốc người đến hữu tử vô sinh thẳng đến tam nguyên thượng nhân đi tới nơi này lấy thủ đoạn chấn áp điểm xấu di tích mai táng ở đây cuối cùng tái hiện người tan bị người tiến nhập thám hiểm từ đó thu hoạch bảo vật này có thể là di chỉ của một đại tông mục đích thiết kế là dùng cho võ giả mạo hiểm ở đây chắc là động phủ của một vị cường giả có cấm chế cường đại bảo hộ tam nguyên thượng nhân quả thực hóa giải một bộ phận trận pháp nhưng không thể hoàn toàn giải trừ bởi vậy trăm năm mới có một cơ hội tiến nhập, bởi vì lúc này uy lực cấm chế sẽ xuống đến thấp nhất, hơn nữa tam nguyên thượng nhân phụ trách mở đại môn, lúc này mới có thể cho người tiến nhập. Dù như vậy, cũng chỉ có thể dùng nạp lực lượng tối đa là Sơn Hà Cảnh, quá mạnh mẽ mà nói, sẽ kích hoạt cấm chế, tuyệt không có kết quả tốt. Tuy ở đây bị tam nguyên thượng nhân chém đi điểm xấu, nhưng vẫn tràn đầy hàn ý âm u tĩnh mịch, nếu không phải trăm năm hoàng tuyển bí cảnh mở ra một lần, ở đây là tuyệt không người nào nguyện ý chạy tới. Không hoa không mộc, không có dã thú cũng không có phi điểu, nơi này chính là một tử địa. Toàn bộ sơn cốc có khí vụ màu đen, thấy không rõ là từ đâu lưu chuyển ra, bao phủ cả sơn cốc, làm người nhìn liền muốn tránh ra, không có người muốn tiếp xúc. Nhưng bây giờ, ở đây kín người hết chỗ, có vài người dù cho không có tử lẫm thiên tông đạt được danh ngạch, nhưng vẫn chạy tới muốn thử thời vật. Ánh mắt lang hàn đảo qua, thấy được một người quen. Sa nguyên, ánh mắt hắn không khỏi phát lạnh, toát ra sát ý nhẹ nhẹ. Người này mơ ước bảo vật trên người hắn, mấy lần hỏi hắn, sau khi bị hắn cự tuyệt, càng phái người đuổi giết. Thù này, Lăng Hàn chưa từng quên, trước đó nếu Lăng Hàn muốn báo thù cũng không có cơ hội, bởi vì thực lực Sa Nguyên đã tới Sơn Hà Cảnh Đại Viên Mãn, lại suốt ngày ở trong học viện cùng phủ Sa Đại Tướng Quân, vậy làm sao giết? Nhưng bây giờ thì sao? Thực lực đối phương cơ bản không có biến hóa, nhưng Lăng Hàn lại bước vào Sơn Hà Cực Cảnh, mà ở đây cũng không phải điểm tinh thành, mà là bí cảnh. Sa Nguyên A, người nợ ta cũng nên hoàn trả hắn chính là sa nguyên vũ hoàng hỏi hắn nghe lang hàn nói qua sự tình cùng triệu luân sa nguyên kết hận thù lang hàn gật đầu nói ừ chính là hắn mấy huynh đệ chúng ta liên thủ đồng thời làm thịt hắn mộ dung thanh đằng đằng sát khí nói ba người bọn họ mạnh nhất cũng bất quá vừa nhảy vào đại cực vị kém sa nguyên không nhỏ dù cho ba người liên thủ cũng không có khả năng thắng lang hàn lắc đầu nói hắn là của ta vào bí cảnh Chúng ta chia nhau hành động." Vũ Hoàng nói, Phong Phá Vân cũng gật đầu, bọn họ đều là hạng người hào khí can vân, đối với mình tràn đầy lòng tin, không muốn sinh hoạt dưới sự bảo vệ của Lăng Hàn. Lăng Hàn biết khuyên bọn họ không được, liền gật đầu nói: "Cẩn thận một chút, hắn đã cho mấy vị huynh trưởng còn có đồ đệ, khách liên thiên vân đủ đan dược, mà võ đạo cũng không có khả năng luôn luôn tu luyện, thực chiến cũng rất trọng yếu." Hàn Lâm, Hà Thao, một chiếc cùng bốn nam nữ trẻ tuổi khí vũ hiên ngang khác sóng vai đi tới người bốn phía tới tấp tránh ra, nhường đường cho sáu người này. Đây là lục đại vương giả Sơn Hà Cảnh của Lẫm Thiên Tông, vô địch trong Sơn Hà Cảnh, mà khi tiến vào Hoàng Tuyền Bí Cảnh, bọn họ là vô địch chân chính, bởi vì Nhật Nguyệt Cảnh không thể tiến nhập, ai có thể là đối thủ của sáu vương giả. Dĩ nhiên, bây giờ là bảy đại vương giả, Lăng Hàn gật đầu, chắp tay nói, gặp qua mấy vị, trước đó bọn họ đã gặp một lần, thương lượng sự tình mở bảo khố. Bởi vì bảo khố ở chỗ sâu nhất của bí cảnh, mà trên đường lại có rất nhiều cơ duyên, bọn họ không có khả năng buông tất cả thẳng lấy, bởi vậy bọn họ liền ước định ở trước khi đến bảo khố đều là tự hành động. Ngô Triết đã quét đi khó chịu khi thất bại lần thứ hai khôi phục lòng tin cường đại, cho dù lần thứ hai đối mặt lang hàn cũng không có tránh né, không sai biệt lắm nên đi rồi. rất nhanh một vị cường giả từ trên trời giáng xuống, phảng phất như thiên đế, phía sau để lại thần hà vô tận, phảng phất chư thiên đang động dung vì hắn. Tam Nguyên thượng nhân là thượng nhân rất nhiều người đều kêu lên trên mặt có thành kính không gì sánh được ở tinh hệ này cường giả hằng hà cảnh là tồn tại cường đại nhất ở trong lòng mọi người tự nhiên như chân thần bất quá không ai thấy rõ chân diện mục của vị cường giả này cả người hắn quấn quang vô lượng thần quang căn bản là cao hay lùn là nam hay nữ cũng không phân rõ nếu không phải biết ở đây chỉ có một cường giả hằng hà cảnh vậy căn bản đoán không ra thân phận của hắn hiu 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 lại có rất nhiều nhân ảnh bay vụt đến tới tấp đứng ở phía sau tam nguyên thượng nhân, đếm một chút, có tất cả 24 vị. chương 1226, Mùi Hoa, này là 24 vị cường giả tinh thần cảnh của Lẫm Thiên Tông, hôm nay là ngày vô cùng trọng yếu, để cường giả Lẫm Thiên Tông dốc toàn bộ lực lượng. Ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua, 24 người này không có ẩn đi diện mục, có thể thấy rõ, trừ ngụy tắc thành, Lăng Hàn không nhận biết bất cứ người nào, chỉ ghi tạc dáng dấp của đám người này vào lòng. Tam Nguyên Thượng Nhân không nói nhảm, trực tiếp mở hai tay ra, bắt đầu vận chuyển thần thông, thanh trừ hắc khí, tuy gió núi thổi ra còn rất âm trầm, nhưng cuối cùng tốt hơn rất nhiều. Này là bước phải đi, bằng không nếu trực tiếp đặt chân vào mà nói, dưới tinh thần cảnh sẽ toàn diệt. Tam nguyên thượng nhân vào cốc, 24 vị cường giả tinh thần cảnh ở bên cạnh hiệp trợ, xử lý một ít hắc khí còn sót lại, mà những người khác thì tấp đi theo sau. Phàm là người có danh ngạch, đều được phát một khối ngọc bội, trước rất bình thường, nhưng lúc này tán phát ra quang mang sâu kín, tạo thành một đoàn quang vựng, bảo hộ người ở bên trong. Ở đây còn có một ít người đục nước béo cò, tự nhiên không có khả năng có ngọc bội, lộ ra vẻ rất bắt mắt. Nhưng kỳ quái là, cường giả của lẫm thiên tông lại căn bản không có ý tứ xua đuổi bọn họ, mà mặc bọn hắn xen lẫn trong đám người, để người không hiểu ra sao. Nếu như lẫm thiên tông không có ý định khống chế bí cảnh này, sao còn muốn phát danh ngạch gì? Sau khi mở bí cảnh, trực tiếp cho người đi vào không phải được sao? Nhưng qua một lát, người ở đây liền biết tại sao. a à, có người kêu thảm thiết ngã trên mặt đất cả người co quắp có vẻ khó chịu không gì sánh được chỉ một hồi hắn liền bất động khí tức sinh mệnh hoàn toàn tiêu thất đã chết lăng hàn kinh ngạc bởi vì hắn căn bản không phát hiện có cái gì không đúng người nọ liền chết không giải thích được đã tu đến thần cảnh tuyệt không tồn tại bị quái bệnh gì đột nhiên đi đời nhà ma muốn nói có cái gì đặc biệt là tử vong đều là người nhập cư trái phép không có ngọc bội bảo vệ lẽ nào bởi vì nguyên nhân này a à, lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp xuất hiện người chết đều không ngoại lệ tất cả đều không có được ngọc bội bảo hộ khó trách lẫm thiên tông căn bản không quản người nhập cư trái phép nguyên lai cho dù tảo trừ điểm xấu nhưng võ giả dưới tinh thần cảnh còn cần phải được bảo hộ đặc thù mới có thể đi qua lẫm thiên tông tàn nhẫn sao bỏ mặc mấy người kia đi tìm chết lang hàn lắc đầu đây không phải vấn đề tàn nhẫn hay không mà là lẫm thiên tông quan tâm sao này là thế lực mạnh nhất tinh hệ cần quan tâm người khác nghĩ gì Nói giỡn, Lăng Hàn vừa đi vừa nghĩ, vẫn chưa đi hết một nửa đường, người nhập cư trái phép đã tử vong toàn bộ. Chỉ là sơn hà cảnh mà thôi, có thể chống bao lâu. Lăng Hàn không có đồng tình, tiến nhập di tích thám hiểm, vốn chính là sinh tử tự phụ, không có giác ngộ cùng dũng khí như vậy, người tới di tích cổ làm gì. Hắn hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì giết chết đám người kia. Hắc khí, hắn biết, nhưng đến tột cùng là cái gì. Hắn câu thông hắc tháp, thỉnh giáo vô tướng thánh nhân chắc là hằng hà cảnh này tu luyện công pháp tà ác gì ảnh hưởng hoàn cảnh ở đây mà thôi. vô tướng thánh nhân thôi chắc nói bên ngoài có tiểu bối tam nguyên gì đó không thể quét hết điểm xấu. bản tôn có thể kết luận cảnh giới của hắn xa xa không bằng người chết ở đây. lang hàn đồng ý một cái chết một cái còn sống nhưng người sống vẫn không thể hoàn toàn phủ định bố trí của người chết. đây quả thật là có thực lực sai biệt. đều nói thần cảnh tranh lệch lớn đây là chứng cứ rõ ràng đều là hằng hà cảnh. Tam Nguyên Thượng Nhân cũng chỉ có thể quét dọn một ít điểm xấu, mỗi cách trăm năm mới có thể cho người đi vào một lần. Dĩ nhiên, không thể bởi vậy xem thường Tam Nguyên Thượng Nhân, vô luận như thế nào, vị này chính là người mạnh nhất cả tinh hệ, không có một trong. Cường giả làm sao cũng nên được tôn trọng, chúng nhân đi rất chậm, bởi vì tiến độ quét dọn điểm xấu rất chậm, dù cho Tam Nguyên Thượng Nhân tự thân xuất thủ cũng không thể thế như trẻ tre. Gần nửa ngày sau, bọn họ mới rốt cục đi tới đáy sơn cốc. Tam Nguyên Thượng Nhân triển khai thần thông, xé rách không gian, nhất thời, một cái lối vào sâu kín xuất hiện, xuyên qua lối vào, có thể thấy một mảnh thiên địa khác, sơn thanh thủy tú, tuyệt nhiên bất đồng. Mà kinh người là, một con sông từ trên trời hạ xuống, nhìn không thấy đầu, không thấy đuôi, như thiên hà. Nước sông U Sâm, tán phát ra khí tử vong vô tận, mơ hồ có thể thấy vô số vong hồn ở trong bốc lên. Cho dù cách một cái lối vào, Lăng Hàn vẫn có thể cảm giác được thiên hà âm trầm cường đại, đây là hoàng tuyển sao có thể tiến vào, tam nguyên thượng nhân mở miệng nói, giọng nói lại có vẻ uể oải. Đường đường hằng hà cảnh, cư nhiên sẽ lộ ra vẻ mệt mỏi, có thể thấy quét dọn điểm xấu ở đây, phá vỡ một chỗ hổng cấm chế, đối với tam nguyên thượng nhân mà nói cũng là một gánh nặng. Chúng nhân vội tiến nhập, xoát xoát xoát, bóng người chấp động, tốc độ bay mau. Thình thịch, một người theo vào, nhưng đột nhiên nổ nát bấy. Người nọ là nhật nguyệt cảnh, tận lực áp chế tu vi, muốn trà trộn đi vào, đã đi tới bước cuối cùng, nhưng không ai đánh hắn ra, lại bị cấm chế ở đây gạt bỏ. Trên sơn hà cảnh không thể vào, đây cũng không phải nói lung tung. Lăng Hàn cùng đám người Thủy Nhạn Ngọc đồng thời tiến nhập, khi bọn hắn vượt qua lối vào, đều cảm thấy một cổ hàn ý rõ ràng, phảng phất có người chết ở bên tai thì thầm, mà hoàng tuyền kia thì đầu sóng kích thiên, phát sinh tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người bước lên con đường của mình, dọc theo hoàng tuyền mà đi, này là sự tình mọi người đều biết, đi dọc theo hoàng tuyền, vĩnh viễn sẽ không bị lạc phương hướng. Tứ đệ, liền ở chỗ này phân biệt Đám người vũ hoàng từ biệt Lăng Hàn Đều tự ra đi Cuối cùng chỉ còn lại có Lăng Hàn Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân Đi, Lăng Hàn kéo Thủy Nhạn Ngọc Đi nhanh về phía trước Chờ người ta một chút ra Hồ Phỉ Vân vội sẽ bỏ lại nàng Ba người sóng vai mà đi Sau khi đi một đoạn đường Lăng Hàn dùng cái mũi ngửi ngửi nói Thơm quá, ngươi cái tên này Thủy Nhạn Ngọc đánh hắn một lần Cho là hắn lại đang đùa giỡn mình Thực sự là cũng không nhìn một chút còn có cửu quận vương ở đây, đây chính là phân thân của nữ hoàng bệ hạ A. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng nói, thực oan uổng, ta không nói hương trên người ngươi, mà là có một mùi hoa. chương 1227, trùng, thật sao, Thủy Nhạn Ngọc mở to hai mắt, nàng có chút không tin Lăng Hàn, tên này luôn tìm cách đùa dẫn mình. Ta cũng ngửi thấy được, Hồ Phỉ Vân vội vàng gật đầu, đi, Lăng Hàn chuyển hướng, ngược lại hoàng tuyển quá rõ ràng, ở đâu cũng thấy được, không cần lo lắng bị lạc phương hướng. Bọn họ đi theo hương vị, một lúc sau, phía trước xuất hiện một gò núi nhỏ, mà ở đỉnh gò núi, thì có một đóa hoa tiên diễm không gì sánh được, chính là bông hoa này tán phát ra hương vị sâu kín, không quá nồng nặc, nhưng có thể truyền đi cực xa. Ba người cũng không phải nhóm duy nhất nghe được hương vị, còn có hai người tới trước bọn hắn, nhưng bọn hắn hiển nhiên không phải đồng bọn, nên chia ở hai bên. Này là một gốc thần dược sao, Lăng Hàn không biết bông hoa này, mà nhìn vẻ mặt của Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân cũng mở mịt, phỏng chừng các nàng cũng giống như vậy. Mà để cho bọn họ dừng chân là, bốn phía tiểu sơn hiện đầy bạch cốt, có nhân hình, cũng có thú hình. Hiển nhiên, không chỉ bọn họ đánh chủ ý bông hoa này, nhưng người đi tới ngắt đều chết. Lang Hàn không rõ giá trị của bông hoa này, nhưng nhìn nhiều người cùng thú trước đến sau theo như vậy, để hắn có lý do tin tưởng bông hoa này hẳn là rất có giá trị, bằng không tất cả mọi người muốn ngắt làm chi. Chờ một chút, này có phải lợi dụng tư duy cố định như vậy hay không? Người sau thấy tiền nhân trước đến sau theo, tự nhiên cho rằng bông hoa là bảo vật, từ đó đầu óc phát nhiệt lao lên. Bông hoa thật xinh đẹp, thủy nhạn ngọc nhãn thần mê ly, lộ ra vẻ hoảng hốt. Nàng vươn chân, đi đến tiểu sơn, lang hàn vội kéo lấy nàng, lộ ra vẻ khiếp sợ, mùi hoa này lại có hiệu quả mê loạn thần trí. Bất quá, điều này hiển nhiên là bởi vì người mà dị, hắn và hồ phỉ vân không có chịu ảnh hưởng, hoặc là nói còn không có bị ảnh hưởng đến. Trái lại hai người khác, đã đi về phía trước, nhãn thần của bọn họ dại ra, trên mặt hiện ra vẻ điên cuồng, như thấy không phải một đóa hoa, mà là vương tỏa, ngồi ở phía trên liền có thể nhất thống thiên hạ, hiệu lệnh chư thánh. Hô, khi hai người tới gần núi nhỏ, một đám mây đen đột nhiên từ trong gò núi bay ra, cuốn về phía hai người, chỉ nháy mắt, mây đen liền tán, rút về trong gò núi. Mà hai người kia, đã hóa thành hai bộ xương khô, ba ba, khô lâu té lăn trên đất trở thành một thành viên trong đám bạch cốt nguyên lai like người là chết như vậy xung quanh tiểu sơn bạch cốt thành núi lăng hàn cuối cùng minh bạch bọn họ là chết như thế nào không phải bởi vì gốc thần dược kia tự giết lẫn nhau mà là bị đầu độc vô thanh vô tức chết ở dưới mây đen a à, thủy nhạn ngọc kinh hô nàng sợ không thôi vừa rồi nếu không được lăng hàn kéo lại nàng cũng sẽ như hai người kia mờ mịt đi lên trước bị đoàn mây đen giết chết đó là vật gì nàng rung giọng nói lăng hàn lắc đầu tốc độ quá nhanh thấy không rõ lắm thủy nhạn ngọc kinh ngạc thậm chí ngay cả lăng hàn cũng không thấy rõ ràng mây đen này thật quỷ dị lăng hàn suy nghĩ một chút tiện tay vung ném ra một viên hắc cầu ha 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 tiểu đế ta tới rồi hắc cầu ở trên không trung không ngừng phóng đại mở rộng ra tay chân hóa thành một khôi lỗi nhân hình thật lớn ông đoàn mây đen lại bay ra nhào tới tu la ma đế phương nào ta sát tu la ma đế nguyên bản còn nổi giận đùng đùng nhưng lập tức kinh hô, sau khi rơi xuống đất, liền chạy về phía sau. Ở trong quá trình hắn chạy, đoàn mây đen cũng không ngừng bay đi, cuối cùng leo tới thân thể hắn. Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân đều kinh hô, bởi vì thân thể của Tu La Ma đế cư nhiên hiện ra một cái động, cánh tay trái thảm nhất, như bị ăn mòn, chỉ còn một chút xíu dính trên vai. Bộ phận khác cũng chỉ hơi tốt hơn một chút, nhưng ít ra còn có thể nói là hoàn chỉnh. "Chủ nhân, Tu La Ma đế ai oán nhìn lăng hàn, không nên chơi người ta như vậy a." À? Lăng Hàn không để ý tới, mà gật đầu nói: "Mây đen là vô số sâu nhỏ cấu thành, chỉ là chúng nó quá nhỏ, tụ cùng một chỗ liền tạo thành mây đen." "Này là sâu?" Tu La Ma Đế nhảy dựng lên, hắn hoảng sợ nhìn cánh tay. "Cái răng gì a, à, cũng quá kinh người đi, ngươi cũng không phải người." Hồ Phỉ Vân nói, Tu La Ma Đế ra mặt dày nói: "Chủ mẫu nói tiểu đế không phải người, tiểu đế không phải là người, thật ra tiểu đế là con chó." "Uông, uông, hắn sớm không biết xấu hổ là gì." quỳ dạp trên mặt đất học chó sủa, chọc cho Hồ Phỉ Vân cười khanh khách, cũng không đi tính toán hắn gọi mình là chủ mẫu. Còn muốn hái đóa hoa kia sao? Thủy Nhạn Ngọc hỏi, bọn họ đều lui về phía sau, miễn cho bị đóa dị hoa kia đầu độc tâm thần. Tuy Lăng Hàn cùng Hồ Phỉ Vân không có trúng chiêu, nhưng này là bởi vì tu vi của hai người cao, sức chống cự mạnh hơn. Một lúc sau, nói không chừng bọn họ cũng sẽ trúng chiêu. Thực lực đám sâu này không mạnh, nên phải dựa vào kỳ hoa mê hoặc người trước lại bay ra ngoài ăn huyết nhục. Bất quá, sang chúng thật đúng là lợi hại, gần như trong nháy mắt liền ăn xong hai gã sơn hà cảnh. Lăng Hàn suy nghĩ nói, ngay cả thần thiết cấp 5 cũng không đủ xem, chúng nó vẫn có thể dễ dàng cắn thùng, chỉ là có chút cô sức. Tu La Ma Đế là chứng cứ rõ ràng, thân thể hắn là thần thiết cấp 5, cánh tay cũng thiếu chút nữa bị cắn đoạn. Lăng Hàn lộ ra nụ cười tự tin nói, ta đi thử một chút, ngươi điên rồi, thủy nhạn ngọc giật mình, không thấy tu la ma đế cũng bị cắn thảm như vậy sao? để tiểu đế đi a à, nàng vội vàng nói chủ mẫu tu la ma đế khóc lóc nói chủ nhân cố nhiên không thể phạm hiểm nhưng cũng không thể đẩy tiểu đế vào trong hố lửa a à. lang hàn cười cười nói không sao hiện tại thể phách của ta có thể sánh bằng thần thiết cấp 5, hơn nữa năng lực khôi phục siêu cường những con sâu kia vị tất có thể làm gì ta còn nữa ta cá là những con sâu kia tất nhiên không có lực phòng ngự cường đại Hắn rõ ràng không có cảm giác được trong mây đen có bất kỳ nguyên lực ba động nào, nói rõ những con sâu này hoặc căn bản không có tu luyện, hoặc chính là cảnh giới trên hắn mới có thể làm cho hắn không thể cảm ứng. Cái sau có khả năng sao? Nếu một ổ này tất cả đều là nhật nguyệt cảnh, như vậy lao ra mà nói, khả năng ngay cả tinh thần cảnh cũng có thể bị cắn chết. Kiến nhiều cắn chết voi, khi số lượng đạt tới trình độ nhất định, liền có thể hình thành biến chất. Chương 1228, Nhân uân đoạt hồn hoa thượng. Những con sâu này có tốc độ kinh người, hơn nữa răng cứng, nếu lực phòng ngự cũng nghịch thiên mà nói, vậy thượng thiên cũng quá không công bình đi. Thủy Nhạn Ngọc biết tính cách của Lăng Hàn, quyết định sự tình không có khả năng đơn giản cải biến, liền không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, nàng liên tục nói ba lần cẩn thận, vẻ thân thiết tràn đầy. Ta sẽ cẩn thận, Lăng Hàn gật đầu, người còn không có sinh hầu tử cho ta, ta làm sao bỏ được đi chết. Đi, đi tìm chết đi. Thủy nhạn ngọc nhất thời biến sắc, nhịn không được hai tay đẩy, lăng hàn liền lảo đảo sông ra ngoài. Da mặt nàng quá mỏng, ngay cả lúc chỉ hai người cũng chịu không nổi lăng hàn đùa giỡn, huống chi ở đây còn có hai ngoại nhân. Hồ Phỉ Vân nhất thời lộ ra vẻ hứng thú, chẳng lẽ hai người này có gian tình. Mà Tu La Ma Đế thì quỳ dạp trên mặt đất học chó sủa, dùng một cái móng vuốt che mắt, sợ bị diệt khẩu. Lăng Hàn liền xông ra ngoài, sau khi đi mấy bước, ông, gò núi lập tức có cảm ứng, mây đen tái hiện cũng không tin các người đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Lăng Hàn hừ một tiếng, tâm niệm chuyển động, cả người lập tức tuôn ra hỏa diễm hừng hực, có thần văn đan vào. Chi, hỏa diễm bay lượn, mây đen lập tức rối loạn, như con ruồi không đầu, tán thành rất nhiều đám. Trước là một đoàn mây đen, hiện tại là như rất nhiều hắc xà, loạn quyển khắp nơi. Nhưng có một hai cổ tìm đúng phương hướng, tiếp tục nhào tới Lăng Hàn, truyền đến trên người hắn. Lăng Hàn thấy rõ, hắc xà này là do vô số sâu cấu thành, mỗi một con sâu đều nhỏ đến đáng thương, lại có cự sỉ lớn cách xa thân thể, hơn nữa không sợ chết, biết rất rõ ràng trên người lăng hàn quấn hỏa diễm, cũng vẫn lao theo. Xeo xeo chi, tất cả sâu bị chết cháy, lại ngạnh sinh đánh ra một lối đi, phía sau có vô số con sâu nhào tới trên người lăng hàn, bắt đầu gặm cắn. Lăng hàn hừ một tiếng, đánh ra một cái thất sát chấn hồn thuật, ông, nhất thời, sâu cắn ở trên người hắn bị chấn thất hồn, phần lớn càng trực tiếp vỡ nát linh hồn, chỉ có số ít mới có thể sống. Quả nhiên, những con sâu này có tốc độ cùng răng lợi kinh người, nhưng lực phòng ngự lại rất yếu, bất kể là thân thể hay thần hồn. Thượng thiên rất công bình, những con sâu này căn bản không có tu luyện qua, được thượng thiên giao cho năng lực đặc thù, nếu không có nhược điểm rõ ràng, vậy quá bất công đi. Nên chúng nó mới lợi dụng đóa kỳ hoa làm mồi dụ, mê loạn thần trí, lại lấy tốc độ cùng răng lợi của chúng nó ăn tươi con mồi. Nhưng bây giờ Lăng Hàn có chuẩn bị, vậy hoàn toàn bất đồng. Hắn chính là vương giả trong sơn hà cảnh. Tê, lang lăng hàn nghe răng, tuy hắn đánh chết rất nhiều hắc trùng, nhưng vẫn có một ít cắn lên người hắn, dù cho bị đánh chết, chấn hôn mê, hai răng cửa thật lớn còn cắn ra hắn không tha. Đau quá, đám sâu này không chỉ hàm răng sắc bén, hơn nữa nước bọt còn có một loại vật chất cổ quái, làm con mồi sản sinh đau đớn kịch liệt, thậm chí còn có hiệu quả tê liệt. Lăng hàn phát hiện, thân thể hắn có chút không linh hoạt rồi, hơn nữa, vật chất này còn theo máu lan tràn toàn thân, ngay cả thần kinh của hắn cũng bị tê liệt. Kể từ đó, uy lực của hỏa diễm nhất thời nhỏ đi rất nhiều hắc xà đầu óc choáng váng trọng trấn kỳ cổ lại nhào tới lăng hàn lăng hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh thiên địa ảo diệu trí cao trí thượng lưu chuyển ở trong cơ thể hắn nhất thời cảm giác tê liệt tiêu thất hắn cười ha ha một tiếng hỏa diễm ngoài trọng trấn nhìn ai lợi hại hơn lăng hàn tế xuất tiên ma kiếm oanh tiên ma kiếm cũng phóng ra hỏa diễm vô tận này là thủ đoạn đối phó sâu cực tốt ông hắn còn đang vận chuyển thất sát chấn hồn thuật một cái tinh thần trùng kích đảo qua liền có đại lượng sâu rơi trên mặt đất bị lăng hàn thu vào trong hắc tháp này nói không chừng có thể trở thành vũ khí bí mật của hắn bất diệt thiên kinh lưu truyền vết thương của lăng hàn đang nhanh chóng khôi phục tuy có sâu đột phá phòng ngự gặm cắn hắn nhưng chỉ là mấy con sâu mà nói thì căn bản không ra hồn dù sao chúng nó quá nhỏ cần mấy vạn mấy ức đồng thời xuất động uy lực kia mới đáng sợ có thể trong nháy mắt ăn sạch huyết nhục người chủ nhân tiểu đế quá bội phục ngươi Tu La Ma Đế ở một bên vuốt mông ngựa, quả thực, dù hắn nhập chủ một khôi lỗi nhật nguyệt cảnh, nhưng đối mặt đám sâu kia cũng thảm bại, một cánh tay thiếu chút nữa bị gặm hết. Nhưng Lăng Hàn lại chiếm thượng phong, một đôi so sánh, tranh lệch rõ ràng. Đây cũng không phải nói Lăng Hàn mạnh hơn nhật nguyệt cảnh, mà là hiện tại thủ đoạn của hắn có tính nhầm vào, thể phách mạnh mẽ cộng thêm bất diệt thiên kinh, để hắn thành thí sinh đối phó đám sâu này tốt nhất. Đầy trời tất cả đều là mây đen, nhưng chúng nó đã có khu vực hoạt động rõ ràng, tuyệt không bay ra thân ảnh của Lăng Hàn đã không thấy được, chỉ có thể mơ hồ thấy có hỏa diễm chấp động, nói rõ hắn còn đang đại chiến. Nhưng đánh một lúc, mây đen liền bắt đầu nhạt, càng lúc càng mờ nhạt, bởi vì đại lượng sâu bị Lăng Hàn giết chết, thu vào hắc tháp, có thể thấy, ở dưới chân hắn chất đống một tầng trùng thi. Suốt cục, đám sâu không dám công kích Lăng Hàn nữa, tàn dư bay trở về trong gò núi, nhất thời, bốn phía an tĩnh trở lại. Lăng Hàn nhìn đóa kỳ hoa, đóng chặt hô hấp và lỗ chân lông toàn thân, lại lấy bất diệt thiên kinh thủ thần thức, trong óc có thần anh tỏa chấn, tán phát kim quang, lúc này mới đi đến đóa kỳ hoa. Đi tới gần, hắn bắt đầu đào đất, mà không phải trực tiếp nhổ gốc kỳ hoa. Hắn đào dễ kỳ hoa lên, tiếp đó thu vào trong hắc tháp, trước gieo đóa hoa này đã, làm xong mới ly khai. Đi, hắn cũng không có san bằng gò đất, cho đám hắc trùng một đường sinh cơ. Ba người một khôi lỗi tiếp tục đi về phía trước, bọn họ cũng không trở lại bên cạnh Hoàng Tuyền Hà ngược lại chỉ cần thuận phương hướng đi là được không cần thiết đi dọc theo sông mấy vạn năm qua có ít nhất một điểm có thể khẳng định đó chính là tuyệt đối tuyệt đối không thể xuống sông thậm chí bị nước sông đụng một cái cũng không được vì sao được xưng là hoàng tuyền không phải nhìn qua âm trầm đơn giản như vậy căn bản là một con sông mang theo tử vong bị nước sông đụng chúng linh hồn sẽ bị nước sông thôn phệ bồi hồi trọn đời ở trong đó có người từng muốn thu hoàng tuyền thủy đáng tiếc vừa mới tới gần còn không có thu cả người chỉ còn lại có một cái xác không. Chương 1229, Nhân quân đoạt hồn hoa hạ. Này là vùng cấm, chỉ có thể coi là cọc tiêu, tuyệt không thể tới gần. Lăng Hàn vừa đi, một bên câu thông hắc tháp, thỉnh giáo vô tướng thánh nhân lai lịch của đóa kỳ hoa cùng hắc trùng. Đây chẳng lẽ là Nhân quân đoạt hồn hoa? Vô tướng thánh nhân suy nghĩ một hồi mới nói, thiên địa dị vật, mặc dù không hề có chỗ tốt với người, nhưng công hiệu lại rất cường đại, thậm chí có thể làm cho hàng hà cảnh mê loạn tâm trí. Lăng Hàn gật đầu nói, hiện tại gốc nhân quân đoạt hồn hoa này ngay cả ta cũng không thể ảnh hưởng, nói rõ còn không có thành thục. Hẳn như vậy, vô tướng thánh nhân nói, nếu biết sử dụng nhân quân đoạt hồn hoa, sẽ sản sinh kỳ hiệu, bởi vì Lăng Hàn có hắc tháp, ném nhân quân đoạt hồn hoa ra, lại trốn vào hắc tháp, hoàn toàn có thể ngồi nhìn địch nhân loạn thành một đoàn. Bất quá, hiện tại nhân quân đoạt hồn hoa này còn không có đạt đến hỏa hầu, ngay cả hắn cũng rất khó dao động, chống lại nhật nguyệt cảnh khẳng định vô hiệu chỉ ít cần thời gian rất lâu mới có thể thấy hiệu quả. Như vậy hắc trùng thì sao? Hắn lại hỏi, thánh giáp trùng, vô tướng thánh nhân hơi có chút khiếp sợ. Lăng hàn kỳ quái nói, chúng lại còn có thể xưng thánh. Vô tướng thánh nhân biến thành quang đoàn sáng tắt một lần, hình như rất có cảm xúc, một lát sau mới nói. Bởi vì sâu này vốn là sau khi thánh nhân chết, từ trong thi thể hắn sinh ra. gì Lăng Hàn kinh ngạc, sau khi thánh nhân chết, lại còn có thể dần vặt ra vật cổ quái như vậy cũng không phải từng thánh nhân sau khi chết cũng sẽ như vậy phải xem đại đạo tu luyện có hóa thành thánh hỏa trùng có là thánh băng trùng hơn nữa cũng không phải tất cả hắc trùng đều nhỏ như vậy bản tôn thấy qua một thánh trùng dài đến mấy vạn trường thực lực thâm bất khả chắc ngay cả bản tôn cũng không dám đối địch vô tướng thánh nhân nói mấy vạn trường vậy còn gọi trùng sao lang hàn nói chiếu nói như vậy này là động phủ của một vị thánh nhân không có khả năng vô tướng thánh nhân lập tức phủ định nếu thánh nhân bày thủ đoạn, trừ khi cố ý cho các ngươi vào, bằng không chỉ là một hàng hà cảnh mà thôi, làm sao có thể phá vỡ cấm chế. Chắc là tiểu tử ở đây, từ nơi nào chiếm được một ít thánh giáp trùng, chậm rãi bồi dưỡng được nhiều như vậy. Hơn nữa, nếu là nhóm thánh giáp trùng đầu tiên sinh ra, ngay cả hàng hà cảnh cũng có thể đơn giản cắn chết, há có thể bị ngươi thu. Lăng Hàn gật đầu, bởi vì hắn cũng nhận được một ít thánh giáp trùng, đồng dạng có thể chậm rãi để thăng số lượng. Nhưng đồ chơi này phải cẩn thận, một ngày nào đó không khống chế được chúng nó, tạo thành nguy hại là tính hủy diệt. Thánh nhân sinh tiền vô địch, sau khi chết đồng dạng có thể quấy long trời lở đất. Nhưng bất kỳ vật gì cũng có tính hai mặt, chỉ cần dùng tốt, thánh giáp trùng đồng dạng có thể đưa đến tác dụng tích cực. Một ngày sau, bọn họ dừng lại, tắm trại, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Nơi này có ngày sáng đêm tối biến hóa, nhưng chỉ là biến hóa sáng tối, không thể nhìn thấy mặt trời mặt trăng hay tinh thần, hiển nhiên đại năng hằng hà cảnh còn không có năng lực bắt một thái dương đặt ở trong bí cảnh. Bọn họ tổng cộng có nửa năm, nửa năm sau, cấm chế sẽ từ từ tăng mạnh, ngay cả tam nguyên thượng nhân cũng không thể phá vỡ. Bởi vậy, nửa năm đến kỳ, bọn họ phải trở lại địa phương tiến nhập, đến lúc đó tam nguyên thượng nhân sẽ lần thứ hai mở bí cảnh, dẫn chúng nhân ly khai. Lúc này phải tính chuẩn, bằng không bỏ qua, cấm chế ở đây sẽ từ từ để thăng uy lực, thắt cổ người từ ngoài đến, chưa từng nghe nói qua có người sống tới trăm năm sau. Di, tối hôm qua Thủy Tỷ Tỷ làm sao nửa đêm không thấy. Sáng sớm ngày thứ hai, Hồ Phỉ Vân kỳ quái nói. Thủy Nhạn Ngọc đang ăn gì đó, nghe vậy nhất thời ho khan, cho Lăng Hàn một cái bạch nhãn. Còn không phải do tên này, nửa đêm gọi nàng ra ngoài, làm chút sự tình xấu hổ. Lăng Hàn không khỏi cười nói, tiểu hai tử, không nên hỏi nhiều như vậy, lo ăn đi. Hồ Phỉ Vân chu cái miệng nhỏ nhắn, sao ai cũng coi nàng như tiểu hài tử, tỷ tỷ đại nhân như vậy, hiện tại lăng hàn cũng như vậy tức chết nàng ăn xong điểm tâm bọn họ tiếp tục tiến tới ở đây cũng không chỉ có nhân uân đoạt hồn hoa thánh giáp trùng để người mau cốt thổng nhiên còn có các loại thần dược bằng không nhân uân đoạt hồn hoa cũng không có khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy bởi vì tất cả mọi người cho rằng đó là một cây thần dược dọc theo đường đi bọn họ cũng phát hiện vài cây thần dược đáng tiếc là bọn họ chậm một bước thần dược đã bị hái có vài người thô lỗ không chỉ hái thuốc ngay cả dễ cũng hủy nhưng cũng có chút người cẩn thận tỉ mỉ lúc hái thuốc cần cần rực rực để lại gốc hoàn chỉnh chờ một trăm năm hoặc mấy trăm năm sau tới hái lang hàn liền không khách khí thấy có dễ liền đào vào hắc tháp ở trong hắc tháp tác dụng của thần dược sẽ được tối đa hóa nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng tươi lần này thực sự là kiếm lớn nếu mỗi ngày đều có thu hoạch như vậy đừng nói a à, chỉ hái thuốc cũng phát tài lớn nhưng vận khí của hắn có đôi khi tốt một ngày đụng tới 7-8 cây thần dược nhưng có đôi khi lại không được tốt lắm cả ngày không được một cây. Chớp mắt một cái, đã bảy ngày trôi qua, len keng len keng, phía trước truyền đến thanh âm binh khí giao chiến kịch liệt, còn có thể thấy từng đạo thần quang phóng lên cao, hiển nhiên chiến đấu rất kịch liệt. Đi xem, Hồ Phỉ Vân lập tức sinh hứng thú, lòng hiếu kỳ của Thủy Nhạn Ngọc không có nặng như vậy nói. Không nên xen vào việc của người khác a à, nhưng Hồ Phỉ Vân đã chạy tới hướng kia, hưng phấn không thôi. Bảy ngày nay bọn họ không có trải qua chiến đấu gì, bởi vậy vị cửu quận vương này rất khát vọng náo nhiệt. Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc nhìn nhau một cái, không thể làm gì khác hơn là đi theo. Bất quá, bọn họ cũng không sợ, ở đây nhật nguyệt cảnh không thể tiến nhập, Lăng Hàn cơ hồ là vô địch, chỉ ít không cần lo lắng vấn đề an toàn. Phía trước là một mảnh loạn thạch, đi qua loạn thạch, song phương chiến đấu hiện ở trước mặt bọn hắn. Một phe là bảy người, phe bên kia thanh thế lớn hơn, có chừng 25 người, Bọn họ tạo thành một vòng vây, vây bảy người kia ở bên trong Sao cửu trọng thần liên ra, có thể tha các người một mạng Người vây quanh nói, đánh giám, chương 1230, lo chuyện bao đồng Trong bảy người bị nhốt, có một mỹ nữ đỏ tóc, nàng mặc dị thường hào phóng Trên thân là áo giáp lộ vai, lộ ra hai cánh tay ngọc Thậm chí đỉnh núi cao vót cũng có thể thấy một bộ phận Phía dưới cũng chỉ có thể kéo đến bắp đùi, lộ ra hai bắp đùi dài kinh người Bất quá da của nàng không trắng mà là màu tiểu mạch, như một đầu thư báo, tản ra sức sống kinh người. Các ngươi không có hạ tử thủ, là bởi vì các ngươi sợ chúng ta hủy cửu trọng thần liên. Nếu chúng ta giao ra cửu trọng thần liên, đó chính là lúc chúng ta bị mất mạng. Nàng hư nói, ha 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 ha, người vây quanh đều cười to. Mạnh đội trưởng, người yên tâm, những người khác sẽ chết, nhưng người tuyệt sẽ không chết. Có người vây quanh cười dâm đã nói, nghe tiếng mạnh đội trưởng xinh đẹp đã lâu, nếu chúng ta không nếm thử tư vị của mạnh đội trưởng, đó không phải quá lãng phí sao? hắc 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 ha 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 đám người vây quanh không chút kiêng kỵ cười to bí cảnh lớn như thế, xác suất bị người phát hiện bọn họ làm ác gần như bằng không. dù bị phát hiện đồng thời giết là được. quá ghê tởm hồ phỉ vân nhịn không được rút kiếm chạy ra ngoài. ác tặc xem kiếm nhìn hình bóng nàng cô đơn giết ra người vây quanh đầu tiên là kinh ngạc tiếp đó cười ha ha một tiểu cô nương đây không phải là đưa dê vào miệng cọp sao? cũng là mỹ như a. À vừa lúc, chỉ có mạnh đội trưởng, chúng ta xếp hàng cần chờ bao lâu. Dù ba người cùng tiến lên, vậy cũng phải chờ bảy vòng, thêm một mỹ nữ, vậy chờ ba vòng là đủ rồi. Di, lão đại lão đại, người xem bên kia còn có một đại mỹ nữ. Ánh mắt đám người theo dõi Thủy Nhạn Ngọc, lập tức nhịn không được chảy nước bọt, mỹ nữ này rõ ràng còn đẹp hơn vài phần, hơn nữa, càng có một loại mỹ thái khiến người thần hồn điên đảo. Nếu có thể lên mỹ nữ này một lần, sống ít 100 năm cũng được. Ngao! Đám người kia đều phát sinh sói chu, vô cùng kích động. Hắc hắc, các ngươi suy nghĩ quá nhiều, Lang Hàn dưới chân như bay, đã đi tới phía trước, thản nhiên nói: Tự mình cút đi, ta có thể tha các ngươi một mạng. Hắn cũng không phải người thích giết chóc, hơn nữa cũng không biết Song Phương có đụng chạm gì, nên không muốn đuổi tận giết tuyệt. Tiểu tử, ngươi rất cuồng a, à, một tráng hán hơn 30 tuổi đi ra, mở rộng quần áo, lộ ra một cái bụng phình, vẻ mặt dữ tợn, trong tay nắm một cây đại đao, sát khí rất nặng soái ca, đa tả các người trường nghĩa cứu giúp, bất quá đám người này không dễ chọc, các người còn có cơ hội, đi nhanh lên. Mỹ nữ tóc đỏ lớn tiếng kêu lên, đã chảy vào vũng nước đục, còn muốn ly khai. Một người vây quanh cười lạnh, lăng hàn nhoẻn miệng cười nói, bất quá là chút am yêu a à cầu, có cái gì phải đắc ý. Muốn chết, nam tử bụng phình ánh mắt phát lạnh, mượn lúc lăng hàn nói chuyện, chợt nhảy tới, nhắm lăng hàn chém qua. Hắn vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, thần văn đan vào, cây đao hiện đầy thần quang, tản mát ra hàn ý cường đại. Phốc, một đạo hàn quang xuất hiện, tiên ma kiếm đã hiện lên, tự hành chém ra, không huyền niệm chút nào chặt đứt đao của đối phương, cũng thuận thế nạo xuống, chém nam tử bụng bự thành hai đoạn. Tiên huyết vẩy ra, cơ quan nội tạng loạn vũ, tê, tất cả mọi người không khỏi kinh hãi, bị một kiếm này dọa sợ. Thật đáng sợ, một kiếm này làm sao sẽ bá đạo như vậy? Ông, tiên ma kiếm treo ở bên người lăng hàn, thân bất nhiễm máu, chỉ tán phát ra sát khí cường đại. Theo phẩm cấp đề thăng, thần kiếm này phát ra uy thế cũng càng ngày càng cường đại. Phải biết rằng, vệ kim thiết có thể phát triển thành tiên kim, dù bây giờ còn chưa có đạt đến tầng thứ này, nhưng không biết so với thần thiết thông thường mạnh hơn bao nhiêu lần. Các hạ, xưng hô như thế nào? Một người vây quanh trầm giọng nói, không dám xem thường lăng hàn nữa. Bọn họ đều là loại đánh cướp sinh sống, ra tiền mua ít danh ngạch tiến vào, lại đánh cướp một ít người, bởi vậy tổng cộng có 25 danh ngạch. Đừng nhìn bọn họ đều không phải thiên tài, nhưng vô số năm tu luyện, bọn họ cũng đạt tới sơn hà cảnh đại viên mãn. Theo bọn họ, 25 người liên thủ còn không phải vô địch sao. Nhưng Lăng Hàn một kiếm liền chém một đồng bạn của bọn họ, làm hắn không dám khinh thường, rốt cục ý thức được thế gian còn có thiên tài tồn tại, chiến lược vượt xa hắn tưởng tượng. Ánh mắt Lăng Hàn đảo qua nói, các người còn chưa có tư cách biết tên của ta, lão đại, không nên phí lời với hắn, làm thịt hắn đi. Một tạc nhân quát lên, có vẻ rất kiêu ngạo, Tặc Thủ hơi chần chờ, lấy ra một bình thuốc, nhưng không có lập tức mở chai, mà chỉ nói: "Các hạ, hiện tại ngươi ly khai còn kịp, bất quá, phải lưu hai nữ nhân này lại." Hắn chỉ chỉ thủy nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân, thấy trên mặt Lăng Hàn có sát khí chớp động, hắn lập tức nói: "Các hạ, ngươi biết đây là cái gì không? Tử Văn Sơn Hà Đan, có thể đề thăng tam tinh chiến lực." Ta vốn là Sơn Hà cảnh đại viên mãn đỉnh phong, tăng lên tam tinh chiến lực nữa mà nói, người ngẫm lại xem còn có thể là đối thủ của ta sao? Bình đan dược này là hắn ra giá cao mới cầu mua được, tổng cộng chỉ có hai viên, bởi vậy, nếu không bất đắc dĩ, hắn thật không muốn dùng, đây chính là đại sát khí, dùng để uy hiếp hiệu quả cao hơn dùng. Lăng Hàn bật cười, hắn thực sự là nhịn không được. Hắn lắc đầu nói, ta nói, người đây là ếch ngồi đáy giếng cỡ nào a? À, để thăng tam tinh chiến lược liền cho là có thể quét ngang sơn hà cảnh. Ngươi dám xem thường ta. Tạc thủ nộ nhiên nói. Lăng Hàn xuất thủ. Ông, khí thế cường đại đè áp, nhất thời sắc mặt của tặc thủ trắng bệch, ngay cả ngón tay cũng nhúc nhích không được. Sơn Hà cực cảnh, đó là cường đại cỡ nào, tự nhiên có thể hoàn toàn nghiền ép đại viên mãn, huống chi tặc thủ này chỉ là Sơn Hà cảnh phổ thông, ngay cả thiên tài nhất tinh cũng không tính, tranh lệch lớn đến như trời và đất. Lăng Hàn nhẹ nhàng chào một cái, liền cầm lấy bình đan dược, cười nói. Cho người ăn quá lãng phí, không bằng cầm bán lấy tiền, hẳn là có thể đổi một ít thần thiết cấp 4, đám tặc nhân toàn bộ rơi vào trạng thái si ngốc, lão đại bọn họ cư nhiên một chiêu chưa ra liền bị chế trụ. Trước còn có thể nói nam tử bụng bự khinh thường, có thể bởi vì thanh kiếm kia của đối phương quá cường đại, mới bị một kiếm chém thành hai đoạn, nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ sợ hãi, chỉ cảm thấy thân thể đều đang run rẩy. Chương 1231, hợp tác, tha, tha mạng, tặc thủ lập tức buông xuống Tôn Nghiêm, cầu xin Lăng Hàn. Hắn rất hiện thực, Lăng Hàn lộ ra sát khí lạnh lạnh nói: các ngươi không phải muốn ta lưu nữ nhân lại sao? Không, không không dám. Tạc thủ vội vàng lắc đầu. Ha ha, đó là bởi vì thực lực của ta đủ mạnh, không bằng các ngươi mà nói, nữ nhân của ta sẽ bị các ngươi trà đạp. Lăng Hàn thản nhiên nói. Lăng Hàn, ta không phải nữ nhân của ngươi. Hồ Phỉ Vân nhấc tay làm sáng tỏ nói. Lăng Hàn thở dài nói. Ngươi không thấy ta đang uy phong bắt diện sao, không nên vào lúc này cắt đứt ta, phá hủy bầu không khí. Nga, Hồ Phỉ Vân yếu yếu gật đầu, cúi đầu chơi ngón tay. Ta không dễ dàng giết người, đáng tiếc là, ở trên người các ngươi, ta nhìn không thấy lý do đồng tình. Lăng Hàn thản nhiên nói, tay phải giơ lên, tiên ma kiếm phát ra kiếm minh. Liều mạng, đám tặc tử cũng liều mạng, phát hiện Lăng Hàn không có ý buông tha, mỗi người đều hung tính đại phát, không còn tâm may mắn, muốn liều cá chết lưới rách. Như đám người bọn họ, nếu có một đường sinh cơ, tuyệt không ngại ra vẻ đáng thương, nhưng nếu chặn sinh lộ của bọn họ, bọn họ liền thành ác đồ, tuyệt không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Bọn họ buông đám người Mỹ nữ tóc đỏ, nhất tề công tới Lăng Hàn, nếu Lăng Hàn không chết, vậy bọn họ đều phải chết. Lăng Hàn cười lạnh, ngũ chỉ mở ra, hiu hưu hưu, 24 đạo thần quang bay ra, phốc 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 phốc, đầu của 24 tên tặc tử đều bạo liệt, bị thần quang bắn bể đầu, chết thẳng thắn gọn gàn. Bảy người Mỹ nữ tóc đỏ đều ngây ra như phóng, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Lăng Hàn, này là chiến lược như bước ra sao a ở đây không phải không cho phép Nhật Nguyệt cảnh tiến nhập sao, nhưng chiến lược này chẳng lẽ không phải cấp bậc Nhật Nguyệt cảnh? Tròn 24 sơn hà cảnh đại viên mãn a, cứ như vậy bị một chiêu miểu sát, ai có thể tin tưởng? Lang Hàn mỉm cười nói, "Không cần cảm tạ." Nói xong, hắn liền kéo thủy nhạn ngọc rời đi, chờ người ta một chút, Hồ Phỉ Vân sừng sốt, sau đó vội vã đi theo. Uy uy uy, mỹ nữ tóc đỏ cũng phản ứng lại, nhanh chân chạy tới. Soái ca, đi nhanh như vậy làm chi? sợ lão nương ăn ngươi sao? Nói xong, nàng còn cho Lăng Hàn một cái mị nhãn. Lăng Hàn kinh ngạc, thần kinh của nữ nhân này cũng quá lớn đi, vừa nãy thiếu chút nữa bị giết, hiện tại cư nhiên có tâm tình chơi mị nhãn. Ngươi không sao chứ, Thủy Nhạn Ngọc hỏi, ai, mỹ nữ tóc đỏ thở dài, lần này chúng ta thật đúng là tổn thất thảm trọng, cũng không quản đám người Lăng Hàn có hứng thú nghe hay không, nàng liền tự nhiên nói. Nguyên lai, like, bọn họ là một song binh đoàn, vì tiền làm việc, Bất quá lần này bọn họ không phải được thuê, mà ra giá tiền cao tự mình chạy vào, mục đích là vì một bảo tàng ở đây, trăm năm trước bọn họ từng được mướn bảo hộ một người vào, ở trong này phát hiện bảo tàng, kết quả tử thương thảm trọng, ngay cả cố chủ cũng treo. Nhưng bọn hắn vẫn nhớ mãi không quên bảo tàng kia, bởi vậy lần này lại chạy tới. Bất quá, bọn họ ở trên đường phát hiện một gốc cửu trọng thần liên, bỏ ra bốn người tử vong, mới ở dưới vuốt của yêu thú thủ hộ thần dược hái được thần liên, không nghĩ tới bọn ngựa bắt phe chim sẻ ở phía sau lại bị một đám tạc nhân để mắt tới nếu không phải sợ bọn họ liều mạng ngọc thạch câu phần hủy cửu trọng thần liên đám người mỹ nữ tóc đỏ tuyệt đối không có khả năng chống được tới lúc lăng hàn đến soái ca thực lực ngươi cường như thế không bằng chúng ta hợp tác a à. mỹ nữ tóc đỏ mời được rồi lão nương họ mạnh tên mạnh vi trong lòng lăng hàn nhả rãnh chúng ta liên thủ lấy bảo sao nhìn tư thế của ngươi là muốn ăn ta a à một bên một nửa được không mạnh vi rất nhiệt tình tuy thực lực của ngươi mạnh nhưng địa điểm bảo tàng là chúng ta ra bởi vậy một bên một nửa không tính quá phận a lăng hàn thở dài nói ta còn không có đáp ứng không có việc gì suy nghĩ một chút không phải sẽ đáp ứng sao mạnh vi hào phóng cười to không ngần ngại để bộ ngực run run chút nào tựa hồ muốn từ trong áo giáp nhảy ra lăng hàn nghiêm mặt nói đó là bảo tàng gì nói nghe một chút Mạnh vi lộ ra dáng tươi cười như người quả nhiên cảm thấy hứng thú, nói. Hẳn là nơi ở của một đan sư, hẳn có rất nhiều đan dược, nói không chừng còn có một chút đan phương, chúng ta đều tự sao một phần, lấy ra bán tuyệt đối phất to. Ánh mắt của Lăng Hàn cũng sáng ngời, bị hai chữ đan sư hấp dẫn. Hắn gật đầu nói, được, vậy hợp tác, đan dược chia đều, đan phương mỗi bên sao một phần. Thành giao, mạnh vi vươn tay, Lăng Hàn vỗ tay nàng một cái, song phương coi như đạt thành ước định. Bọn họ xuất phát, bất quá đến buổi tối, bọn họ vẫn quyết định dừng lại nghỉ ngơi một chút, khôi phục tinh lực, dù sao ban ngày bọn họ đã trải qua một hồi đại chiến. Sau khi đuổi hồ phỉ vân đi, Lăng Hàn liền ôm Thủy Nhạn Ngọc, dự định nghỉ ngơi một chút. Dù sao có người ngoài, bọn họ không thể tiến vào hắc tháp, lộ ra bí mật không gian thần khí. Suy lạp, mạnh vi giật trướng bồng tiến vào, khoác một áo choàng đỏ thấm, tóc vừa tắm, còn mang theo giọt xương, có một loại mê hoặc khác. Mạnh đội trưởng, đã trễ thế này, có gì chỉ giáo sao? Lăng Hàn hỏi, trong giọng nói có chút không khách khí, đối phương không chỉ không mời tự tiến, hơn nữa ngay cả chào hỏi cũng không nói, này có chút làm càn rồi. Dù ngươi là nữ nhân, còn là một mỹ nữ, cũng không thể tự tiện như vậy. Hai vị, không ngại lão nương ngủ chung với các ngươi chứ. Mạnh vi ngữ ra kinh người, phốc, lăng hàn nhất thời phun ra, may là sự tình ngày hôm nay thanh thanh sở sở, bằng không thủy nhạn ngọc nhất định sẽ cho rằng bọn họ sớm có tư tình. Thủy Nhạn Ngọc cũng kinh ngạc nói, Mạnh tỷ, người có uống say hay không? Vẻ mặt Mạnh Vi kỳ quái nói, các ngươi giật mình như thế làm gì, lẽ nào các ngươi không có ân ái qua? Nữ nhân này là muốn hù chết người sao? Thủy Nhạn Ngọc xấu hổ, chôn mặt ở trên lưng Lăng Hàn, không dám gặp người. Ra mặt Lăng Hàn tự nhiên đủ dày nói, Mạnh đội trưởng, người tới cùng có ý gì? Lão nương ban ngày đánh một trận, chết rất nhiều huynh đệ, trong lòng rất buồn bực, rất muốn làm lớn một lần. Mạnh vi dùng nhãn thần mê hoặc nhìn lăng hàn, người đừng tưởng lão nương là người tùy tiện, tuy lão nương không thủ thân như ngọc, nhưng chỉ làm với nam nhân mình để mắt. Như thế mà còn không gọi tùy tiện, chương 1232, không ngại lão nương đồng thời đi chứ. Thủy nhạn ngọc đã sợ ngây người, vị cô nương này cũng quá hảo phóng đi. Biểu tình của các người thật kỳ quái, lẽ nào cho rằng nam nữ ân ái, nữ nhân chính là có hại. Mạnh vi suy một tiếng, lão nương thoải mái là đủ rồi, cũng sẽ không có thai, làm xong phủi mông một cái ly khai, ai cũng không nợ ai. Này có chút đạo lý, bất quá ở dưới điều kiện tiên quyết mỹ nữ trở thành một loại tài nguyên, thế nhân còn sẽ truyền thống cho rằng ở lúc nam nữ hoàn hảo, nhất định là nam nhân chiếm tiện nghi, nữ nhân có hại. Lăng Hàn sẽ không đi đánh giá tác phong hành sự của người khác, chỉ cần không liên quan đến hắn là được. Hắn nói, mạnh đội trưởng đi tìm huynh đệ của mình nói chuyện này đi. Thiết, thỏ không ăn cỏ gần hang, mạnh vi khoát tay áo, lão nương lên nam nhân chỉ là người xa lạ ngày sau cũng sẽ không tái kiến vậy huynh đệ làm sao có thể lên lên rồi ngày sau còn làm sao giữ ở bên người khóe miệng của lăng hàn co quắp hắn thật đúng là lần đầu gặp phải nữ nhân như vậy để hắn không biết nên nói cái gì uy muốn nhìn tiền vốn của lão nương một chút sao mạnh vi nói tay giơ lên áo choàng trên người lập tức rơi xuống hiện ra một thân thể nóng bỏng đỉnh núi cao vót tiểu phúc bằng phẳng cái mông căng kinh người còn có hai chân dài thẳng tắp, đây thật là một thân thể tràn ngập mê hoặc. Bất quá, trên người nàng có rất nhiều vết thương, có chút liếc mắt liền có thể nhìn ra là rất nhiều năm trước lưu lại, cũng không có theo thời gian trôi qua mà tiêu thất. Đây là bởi vì ý chí võ đạo dị chủng quấy phá, ở lúc khép lại còn có tàn dư, tạo thành vết thương không hoàn toàn bình phục. Để Lăng Hàn kinh ngạc là, một mỹ nhân như nàng, trên người cư nhiên sẽ lưu lại nhiều vết thương như vậy, có chút nhìn thấy mà giật mình. Thế nào, vóc dáng của lão nương không tệ chứ? Mạnh vi kiêu ngạo mà ưỡn ngực, có vẻ tràn đầy tự tin. Không có ý tứ, ta cũng không có tập quán hạ thủ với đội hữu. Lăng Hàn khoát tay áo, đây cũng không phải hắn giả chính kinh, mà là thật không có hứng thú phát sinh phong lưu một đêm như vậy. Hắn không cảm thấy mình là người trung tình, nhưng sẽ không vì một lúc khoái ý mà tùy tiện cùng người hoan hảo. Lão nương không thể làm gì khác hơn là lui một bước. Mạnh vi nhìn về phía Thủy Nhạn Ngọc nói, muội tử, lão nương tới dạy người cùng nữ nhân hoan hảo như thế nào. Tin tưởng ta, kỹ thuật của lão nương nhất định sẽ không kém nam nhân của ngươi, bảo chứng cho ngươi thoải mái bay lên trời. Ta dựa vào, ngươi lại còn dám đào góc tường. Lăng hàn nổi giận, đi tới xốc cổ nàng lên. uy 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 lão nương chỉ đùa mà thôi, ngươi quá thô lỗ, lão nương không thích. Ôi, mạnh vi kêu to, bị lăng hàn ném ra trướng bồng, đặt mông ngồi trên đất. Ha ha ha, đội trưởng, ăn bế môn canh đi. Ta đã nói, người ta có hai thê tử như hoa như ngọc, có một cái càng đẹp đến kinh người ai thấy cũng sẽ động tâm, sao có thể bị đội trưởng mê hoặc. Bất quá, song phi đưa tới cửa cũng không muốn, xem ra, vị hàn thiếu kia thưởng thức rất cao. Thủ hạ của Mạnh Vi đều cười ha ha, hiển nhiên bọn họ đã sớm biết tính cách của đội trưởng mình. Các người có ý tứ, nói là đẳng cấp của lão nương không đủ sao. Mạnh Vi quần áo choàng tiếp tục tác phong biêu hãn của mình. Những thủ hạ kia đều cười trộm, bọn họ cùng Mạnh Vi xuất sinh nhập tử, có thể nói như thân huynh đệ, chị em ruột, tự nhiên sẽ không có gì kính sợ nàng, nhưng cái nào cũng nguyện ý vì nàng mà chết. Vết sẹo trên người mạnh vi, có ít nhất một nửa là vì bọn họ mà lưu lại. Nàng hùng hùng hổ hổ, muốn tìm bất mãn tự nhiên khó chịu, sau khi mắng một trận, lưu lại một câu lão nương tự mình giải quyết, liền chạy vào trong lều. Thủy nhạn ngọc xấu hổ khó răn, đầu dấu ở trong lòng lăng hàn, nói thật nhỏ. Tại sao có thể có người như vậy? Lăng hàn cười ha ha nói. Nếu như Mạnh Vi là nam nhân, người còn sẽ nói như vậy sao? Thủy Nhạn Ngọc suy nghĩ một chút mới nói, nam nhân mà nói, tuy cũng quá phong lưu, nhưng sẽ không để cho người kinh ngạc như vậy. Lăng Hàn gật đầu, có thể nói, vì sao sự tình đồng dạng, nam nhân làm rất bình thường, nữ nhân lại bị chỉ trích. Quan niệm của Thủy Nhạn Ngọc tự nhiên không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn chuyển biến, nàng chỉ lắc đầu nói. Ngược lại, ta là không thể tiếp thu, đó là tất nhiên, người đã có phu quân hoàn mỹ như ta, chẳng lẽ còn muốn tìm nam nhân khác. Lăng Hàn cười kéo nàng vào trong lòng, hưởng thụ người ngọc ôn nhuận. Phi, Thủy Nhạn Ngọc gắt hắn, tên này thực sự là miệng chó không mọc được ngà voi. Sau một đêm, chúng nhân tiếp tục lên đường, tuy đã trải qua chuyện ngày hôm qua, nhưng Mạnh Vi nửa điểm cũng không có để ở trong lòng, ra mặt quả nhiên đủ dày, bằng không nàng cũng sẽ không chạy đến trước mặt một người đàn ông xa lạ, tự mình cười tinh quang, nói muốn yêu yêu. Nàng không biết xấu hổ, nhưng Thủy Nhạn Ngọc lại đỏ mặt, bị tác phong hào phóng của nữ nhân này gây sốc. Bọn họ không ngừng đi lệch khỏi quỹ đạo Hoàng Tuyền, lại đi chừng mấy ngày, phía trước xuất hiện một trang viên. Cẩn thận, Mạnh Vi nhắc nhở, trăm năm trước, chúng ta ở đây gặp phải một đám yêu thú, chỉ tiến nhập một khu vực nhỏ, đã bị giết tơi bời, phải lui lại. Lăng Hàn Kỳ quái nói, người đã không thể đi vào trang viên kia, thì làm sao biết nơi này có đan dược. Hắc hắc, Mạnh Vi lộ ra vẻ đắc ý, lão nương tu luyện một loại công pháp đặc thù, có thể phóng xuất một tia thần niệm, hoạt động ở trong phạm vi nhất định cấm chế thông thường cũng không thể ngăn cản được. Lăng Hàn không khỏi nhìn nàng một cái, môn công pháp này quả thực không tệ, có thể không cần lấy thân phạm hiểm liền thăm dò được khu vực không biết. Nhìn tình huống bây giờ ra sao, hắn nói, mạnh vi gật đầu, nàng nhắm mắt lại, như biến thành một tượng đá. Di, Lăng Hàn mẫn cảm tra giác được, có vật gì đó từ trên người mạnh vi chui ra, vô ảnh vô hình, tự nhiên nhìn không thấy sở không được, chỉ có thần thức mới có thể cảm ứng được nó tồn tại, nhưng phải cách rất gần, xa hơn một chút liền không cảm ứng được. Qua thật lâu, Mạnh Vi đột nhiên mở mắt nói. Trong đó quả nhiên vẫn còn đám yêu thú kia, có một con yêu thú bị lão nương tước mù mắt, đến bây giờ lão nương còn nhớ rõ. Là cảnh giới gì? Lăng Hàn hỏi, phần lớn là sơn hà cảnh đại viên mãn, chỉ có mấy con là đại cực vị. Mạnh Vi nói, tiếp đó vỗ vỗ vai Lăng Hàn, chương 1233, chiến bảy hổ. Đổi thành trước đây, chúng ta chỉ có phần chạy trốn, nhưng bây giờ có ngươi lên làm hết bọn nó đi ngươi coi ta là tiểu đệ sai phái sao lang hàn lắc đầu nếu chỉ là sơn hà cảnh đại viên mãn mà nói hắn tự nhiên không sợ chỉ sợ còn có đại yêu cấp bậc nhật nguyệt cảnh vậy hắn cũng chỉ có chạy trốn nhưng vì di bảo của một vị đan sư đáng giá mạo hiểm thình thịch hắn đá ra một cước đá bay cửa viện trực tiếp xông vào đi vào chính là một hoa viên nhưng bây giờ hoa viên đã hoang phế có ba con yêu thú đang quỳ dạp trên mặt đất nghỉ ngơi hình như hổ, khác nhau ở chỗ trên trán chúng nó còn dài ra một độc giác, màu ngân sắc. Nghe được động tính, ba con yêu thú này đều bò dậy. Lại có người đến, ha ha, có thể ăn bữa ngon, tinh khí của võ giả đại bổ, ăn một nhân loại, nói không chừng ta có thể lên cấp. Làm sao có thể, trừ khi ngươi có thể ăn một nhân loại nhật nguyệt cảnh. Bất quá, ăn một bữa ngon thực không tệ, đã lâu không có ăn thịt người, thực sự là hoài niệm. Ba con yêu thú này ngươi một lời ta một câu, Đến thần cảnh tự nhiên đều có thể nói chuyện, ngay cả hóa thành nhân hình cũng không vấn đề. Lăng Hàn cười nhạt nói, ta cũng đã lâu không có ăn thịt yêu thú, cũng không chú ý nếm thử vị đạo. Nhân loại thật cuồng, giết chết hắn, ba con yêu thú đều giống to, vọt tới Lăng Hàn. Ba con yêu thú sơn hà cảnh đại viên mãn, chiến lực tương đối kinh người, bởi vì yêu thú ở tiên thiên liền giữ lấy ưu thế hơn võ giả, chiến lực hơn nhất tinh là sự tình cực kỳ bình thường. Hiu 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 ba con yêu thú nhào tới, bóng ma phô thiên cái địa. Lăng Hàn lắc đầu, rất tùy ý vung chỉ, ba ba ba, ba đạo kiếm quang đảo qua, ba con yêu thú kia liền bị chém làm hai, chết triệt để. Bởi vì trước gặp qua Lăng Hàn nháy mắt giết 24 tặc nhân cấp bậc đại viên mãn, bởi vậy đám người mạnh vi cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy ba yêu thú cường đại bị một chỉ phân thây, vẫn để cho bọn họ bị trùng kích cực lớn. Nguyên lai, like, Sơn Hà Cảnh có thể cường đến nông nỗi như vậy. Không hổ là đệ tử của Lẫm Thiên Tông thân hình lang hàn đi qua tiện tay thu thi thể ba con yêu thú vào trong hắc tháp yêu thú cao cấp cả người là bảo linh nhục càng đại bổ tác dụng với thể tu rất kinh người ngang yêu thú từ trong trang viên chui ra phát hiện trên đất chỉ có mấy vũng máu tươi mà không thấy thân ảnh ba đồng bạn từng con nổi trận lôi đình một con độc giác hổ đạp bước tới nói nhân loại đồng bạn của chúng ta đâu muốn ăn ta kết quả bị ta làm thịt lang hàn mỉm cười nói cái này làm đám yêu thú giận dữ mỗi một con đều muốn nhào tới cắn chết lăng hàn. Bất quá, con độc giác hổ kia phát sinh một tiếng hống, đè xuống những yêu thú khác, về sau nói. Nhân loại, chúng ta cùng ngươi không cừu không oán, vì sao chạy đến địa bàn của chúng ta, giết đồng loại của chúng ta. Lăng hàn mỉm cười nói, ngươi chất vấn để ta cũng có chút ngượng ngùng, bất quá, nếu các ngươi là yêu thú, vì sao chiếm địa phương của nhân loại. Nên muốn hỏi, cũng là ta hỏi, các ngươi chạy tới nơi này làm chi độc giác hồ kia không khỏi cứng lại hắn hỏi như vậy chỉ là muốn cho lăng hàn áp lực có chút nhân loại nếu tâm linh không đủ cường đại mà nói như vậy bị vài câu chất vấn khí thế sẽ lùi bước mà hắn quả thực không muốn là địch với đám nhân loại này ba đồng bạn nhanh như vậy liền bị giải quyết hiển nhiên thực lực đối phương cường đại đến có chút thái quá có thể không giao chiến là tốt nhất đạt đến độ cao như bọn họ yêu thú cùng nhân loại kỳ thực đã không có khác nhau nhiều lắm đều là người truy tìm thiên địa đại đạo đại ca còn phế thoại với hắn làm gì, chúng ta nhiều hổ như vậy, chẳng lẽ còn sợ mấy người bọn hắn sao? Một con độc giác hổ khinh thường nói, trước đó nhiều lần di tích cổ mở ra, bọn họ cũng ăn rất nhiều nhân loại, ở trong ấn tượng của bọn họ, võ giả nhân loại là danh từ suy nhược lâu ngày, tự nhiên không có khả năng sợ hãi. Con độc giác hổ kia có vẻ do dự, cùng lúc hắn không dám coi khinh đám người lăng hàn, về phương diện khác bởi vì tập quán trường kỳ, nhận thức nhân loại không có khả năng quá mạnh, để hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên lựa chọn làm sao. Giết, nhưng Mạnh Vi lại rút đao sông ra ngoài. Đội trưởng, thủ hạ của nàng vội vã lao ra, bằng không nếu để nàng bị trúng hổ vây công, dù cho nàng là Sơn Hà Cảnh Đại Viên Mãn cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ rất nhanh. Ha ha, là ngươi, một con độc giác hổ cười lạnh, khóe mắt của hắn có một vết thương, chính là trăm năm trước bị Mạnh Vi kích thương, qua nhiều năm như vậy hắn vẫn thầm hật, không nghĩ tới còn có cơ hội báo thù. Nó nhào ra ngoài, chúng hổ thấy thế, cũng ngao ngao hống, tới tấp tuôn ra. Con độc giác hổ kia thấy thế, cũng chỉ có thể hống một tiếng, giết đi ra ngoài. Giết, giết, hồ phỉ vân tránh sau lưng thủy nhạn ngọc, nàng thích xem náo nhiệt, nhưng rất sợ chết, bởi vậy gặp nguy hiểm tự nhiên là các ngươi lên, ta ở một bên xem náo nhiệt là được. Lăng Hàn lắc đầu, cũng không có ý tứ bước nàng xuất chiến. Như đám người Vũ Hoàng đều cần ở trong thực chiến để thăng tự mình, nhưng tình huống của Hồ Phỉ Vân đặc thù, nàng chỉ cần tăng cảnh giới lên, Ý chí của loạn tinh nữ hoàng sẽ từ từ thức tỉnh, chỉ đạo nàng tu luyện. Bởi vậy, nàng không cần thực chiến, bởi vì đã đi qua quá trình này. Thủy Nhạn Ngọc rất có hứng thú, trường kiếm giết ra ngoài, nàng không muốn làm bình hoa bên người lăng hàn, muốn phát huy tài năng của mình. Nàng dĩ nhiên không ngu, tìm tới một con yếu nhất, cùng nàng cảnh giới tương đương, nhất thời chiến kịch liệt. Tu La Ma đế phụ trách ở một bên bảo hộ, tuy hắn chỉ có chiến lực nhật nguyệt cảnh, nhưng ở trong bí cảnh Thực lực như vậy quả thực như thánh nhân cao cao tại thượng, Lăng Hàn rất yên tâm. Nhưng lực lượng như vậy cũng không dám dùng loạn, có khả năng bị cấm chế ở đây nhằm vào. Bất quá, Lăng Hàn cùng Tu La Ma Đế đều không ra tay, chúng nhân lập tức rơi vào cục diện nguy hiểm. Độc Giác hổ dẫn đầu có chút kỳ quái, hắn vốn thập phần xem trọng thực lực đám nhân loại này, bởi vậy mới đè xuống hung tính, muốn nói lui đám người Lăng Hàn, mà không muốn khai chiến. Nhưng mà nhìn tình huống trước mắt, đám nhân loại này hoàn toàn là đi tìm chết a. Chương 1234, mở Đan thất. Dù hai người không có xuất thủ, nhưng một nhân loại rõ ràng chỉ là sơn hà cảnh, có mệnh cũng là sơn hà cảnh đại viên mãn, phái 10 hổ vây công tổng có thể giải quyết đi. Một cái khác là khôi lỗi ngu xuẩn, càng không cần để ý. Mình quá cẩn thận rồi. Hắn cũng hiểu được, hơn vạn năm qua, bọn họ không biết giết bao nhiêu nhân loại, ăn bao nhiêu người, nhiều lắm là gặp phải chút phiền toái nhỏ, nhân loại rất yếu a. À. Nghĩ như vậy, hắn cũng yên lòng phát sinh một tiếng hổ gầm thật dài nói các huynh đệ đều lên cho ta còn lại hơn 10 con yêu hổ nhất thời phát sinh tiếng hô giết vào trong chiến đoàn có bọn họ gia nhập đám người mạnh vi tự nhiên càng tràn ngập nguy cơ soái ca mau hỗ trợ mạnh vi kêu lên tiểu tử tựa hồ ngươi là thủ lĩnh của đám người này a à. độc giác hổ thủ lĩnh theo dõi lăng hàn vừa lúc ta cũng là đầu lĩnh để chúng ta vương đối vương đến đại chiến đi tốt lăng hàn cười nói thiếu quyền ngưng lại Tiếp đó đánh ra, oanh, nguyên lực bắn ra, quy tắc dương động, hóa thành một đạo quang trụ, thình thịch, nhất thời một bức tường nổ nát, nhưng lực lượng không ngừng, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, oanh phá 11 bức tường. Ngược lại không phải một kích oai tiêu thất, mà là đã đánh ra trang viên, không có tường để phá hủy. Quang trụ rất nhanh thì hóa thành một điểm nhỏ, mà nơi quang trụ đi qua, trên đất cũng để lại một vết nước thật sâu, cho thấy uy lực một kích này cường đại. Hoàn cảnh thần giới rất ổn định. Sơn Hà cảnh rất khó tạo thành phá hư, nhưng hiện tại Lăng Hàn bước vào Sơn Hà cực cảnh, lực lượng bão táp bát tinh, lực phá hoại cũng càng ngày càng mạnh. Da mặt của độc giác hổ thủ lĩnh co quắp, mồ hôi lạnh chảy xuống. Đánh chật A, à, Lăng Hàn lẩm bẩm nói, tiếp đó nhoẻn miệng cười. Người mới vừa nói cái gì, muốn cùng ta vương đối vương. Đấu cái hổ mau A, à. độc giác hổ thủ lĩnh muốn khóc, người không nên chơi hổ như vậy. Một kích đáng sợ như vậy, đừng nói hắn toàn lực phòng ngự, dù để tất cả hổ huynh hổ để cùng tiến lên, phỏng chừng cũng là trong nháy mắt bị miểu sát. Hắn cuối cùng hiểu, đám nhân loại này quả thực rất phổ thông, trừ người đàn ông này. Đình chiến, đình chiến, hắn vội vàng kêu lên, chậm, ta rất muốn ăn thịt hổ bồi bổ. lang Hàn xuất thủ, trong nháy mắt liền giải quyết con độc giác hổ này. Hắn vốn có suy nghĩ đùa một chút, nhưng nghĩ tới nơi đây còn có đan phương cùng đan dược, vẫn là trước làm chính sự, để tránh đêm dài lắm mộng. Đám hổ này thích sát nhân ăn người, hắn làm sao có thể thủ hạ lưu tình kiếm khí phi dương chỗ lăng hàn đi qua tất cả độc giác hổ đều bị chém giết thi thể thì bị hắn thu vào trong hắc tháp đây là chiến lợi phẩm của hắn tự nhiên không cần chia sẻ cho đám người mạnh vi thật dễ dàng a à, ôm cái chân to chính là thoải mái đám người mạnh vi đều nói nguyên tưởng rằng này sẽ là một hồi ác chiến không nghĩ tới giải quyết dễ dàng như vậy do mạnh vi mang đội bọn họ đi tới chỗ sâu trong trang viên nơi này có một gian mật thất nhưng có cấm chế bảo hộ. Trăm năm trước phát hiện nơi đây, cấm chế muốn hoàn chỉnh hơn rất nhiều. Mạnh Vi nói, trăm năm trước nàng lấy bí pháp phát hiện chỗ này, cũng rõ thám biết bên trong còn ẩn giấu rất nhiều đan dược. Đám yêu hổ kia chiếm nơi đây, chỉ sợ cũng là vì nó. Lăng Hàn thôi chắc nói, sau khi tiến lên thần cảnh, yêu thú ở con đường võ đạo không khác nhân loại quá nhiều, bởi vậy nhân loại luyện đan dược đối với yêu thú cũng hữu hiệu. Bất quá, cấm chế này còn có chút lợi hại. Hắn quan sát, cho dù trải qua thời gian rất dài, cấm chế này vẫn còn uy lực rất lớn, bằng không nhiều yêu hổ như vậy liên thủ, làm sao cũng có thể phá giải. Soái ca, người có thể giải sao? Mạnh vi hỏi, thử xem đi, Lăng Hàn cũng không nói nhãm, trước nhiễu một vòng, lý giải cấm chế này. Rất nhanh, hắn liền có kết luận, lấy năng lực thôi diễn của hắn, muốn giải cấm chế cũng cần 10 năm thời gian. Này đặt ở dưới tình huống bình thường là nhiệm vụ không có khả năng, bởi vì chỉ cần nửa năm sau, bí cảnh này sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, người từ ngoài đến đều lọt vào tàn sát, làm sao có thời giờ cho ngươi. Nhưng lang Hàn có luân hồi thụ, hắn tìm cái cớ, nói muốn chuyên tâm nghiên cứu cấm chế, không cho bất kỳ ai quấy dày, đuổi đám người mạnh vi ra ngoài, lại lệnh tu la ma đế bảo vệ bí thất, hắn thì tiến nhập hắc tháp, ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 11 ngày sau, lang Hàn lộ ra nụ cười tự tin. Dùng nhiều một ngày, đó là bởi vì ra vào hắc tháp, không ngừng quan sát cấm chế cũng cần tiêu hao thời gian. Hắn gọi tất cả mọi người lại, "Soái ca, người có thể phá giải?" Mạnh Vi có vẻ rất kinh ngạc, "Mới 11 ngày mà thôi." Lăng Hàn mỉm cười nói, "Không có biện pháp, ta là thiên tài a." À. Tất cả mọi người cười, nhưng Lăng Hàn cũng không có khoa trương, 11 ngày có thể giải cấm chế phức tạp như vậy, đây quả thực là yêu quái, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể thành công. Lăng Hàn không nói nhảm, hắn không ngừng di động một hồi ở bên này đẩy vài đạo trưởng lực, một hồi ở bên kia đánh ra một trường, cảm giác như giả thần giả quỷ, làm hồ phỉ vân ngáp liên tục. Kiên trì của nàng luôn rất kém cỏi, nhưng sau nửa canh giờ, tất cả mọi người cảm giác thân thể nhẹ một chút, lại không nhìn thấy có biến hóa gì rõ ràng. Cấm chế giải trừ, lăng hàn cười nói, bước đi trước, quả nhiên, hắn một đường đi tới cửa, hoàn toàn không có bị một chút xíu công kích. Hắn thôi động tảng đá lớn trong bí thất, này là một cánh cửa đá, ở dưới hắn thôi động, tạp 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 cửa đá phát sinh rên rỉ tiếp đó từ từ mở ra tất cả mọi người mở to hai mắt tràn đầy chờ mong đại môn mở ra bên trong tối như mực bất quá nhãn lực của thần linh tự nhiên không cần mượn tia sáng cũng có thể thấy rõ chỉ thấy trong bí thất có từng dãy kệ mà trên kệ thì bày đầy bình thuốc phát phát đám người mạnh vi hưng phấn kêu lên lang hàn đi vào trước những người khác cũng tới tấp theo vào tất cả đều là thần đan cao dai này là ma cốt đan có thể đề thăng cường độ cốt cách. Thiên hạc đan, để người thoát khỏi thiên địa quy tắc, thân thể phi hành một đoạn thời gian. Băng xương đan, trong khoảng thời gian ngắn miễn dịch băng xương bí thuật. a à, mọi người thấy nhãn trên bình thuốc, mỗi một người đều mừng như điên, mạnh vi rút ra một nút lọ, cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết. chương 1235, cuồng giã huyết linh đan. Lão đại, làm sao vậy? Đội trưởng, mấy ngày hôm trước muốn tìm thỏa mãn, không chịu nổi sao? đám người kia đều cười trêu nói đan dược đan dược đã thành cho mạnh vi suy sụp cái gì tất cả mọi người vào tới vừa nhìn quả thế trong bình thuốc kia đâu còn có đan dược chỉ còn lại chút cho dưới đáy lọ không thể nào không thể nào những đan dược khác thì sao bọn họ tới tấp gở xuống các bình thuốc trên kệ mở ra kiểm nghiệm nhưng đều không ngoại lệ bởi vì thời gian trôi qua lâu lắm không một lọ đan dược nào còn có thể bảo tồn xem một lọ liền thất vọng một lọ làm cho lòng người muốn nát ở đây bất kỳ một lọ đan dược nào ít nhất cũng là cấp 5, cầm đi ra ngoài đều có thể bán giá trên trời, nhiều như vậy cộng lại, đơn giản là tài phú không cách nào hình dung. Nhưng mộng phát tài còn không có kéo dài bao lâu, liền bị một cái tát thức tỉnh. Toàn bộ phế đi, này chẳng phải làm người phát điên, lăng hàn lại không thấy có gì kỳ quái, thời gian là địch nhân lớn nhất của tất cả tồn tại, thần đan thì như thế nào, cũng sẽ mục nát. Dĩ nhiên, đan dược phẩm cấp càng cao, thì càng không dễ dàng hư, nếu đạt đến cấp 10 trở lên mà nói, thời gian lâu dài nói không chừng còn có thể thông linh, hình thành trí tuệ, mở ra sinh mệnh. Đây là đan linh, trí bảo trong thiên hạ, bởi vì một ngày thần dược mở ra sinh mệnh, bản thân dược hiệu không chỉ sẽ không trôi đi, trái lại có thể hấp thu thiên địa tinh khí, để dược hiệu càng cường đại hơn. Chỉ là muốn hình thành đan linh, đầu tiên yêu cầu phẩm cấp vượt lên cấp 10, hơn nữa thời gian rất dài, còn chưa chắc sẽ thành công. Ai nguyện ý sau khi luyện ra thần đan, để ở một bên không cần chứ? Từ đan dược luyện thành đến xem, đan sư này chắc là dưới cấp 9, bởi vậy, đan dược hắn luyện ra đều là cấp 5 đến cấp 8 trong lúc đó. Lăng Hàn lẩm bẩm, bất quá, với ta mà nói, đan dược giai đoạn này mới là thích hợp nhất. Hiện tại ta chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế đan dược cấp 5, nhưng rất nhanh thì có thể nhảy vào Nhật Nguyệt cảnh, như vậy muốn luyện chế thần đan cấp 8 liền không khó khăn. Tìm xem có đan phương không? Sau một phen tìm kiếm, hắn quả nhiên tìm được một giá sách đan phương một đan phương liền cần một quyển sách đến ghi chép, mà thời gian trôi qua lâu, những quyển sách này đều vô cùng yếu đuối, đụng một cái sẽ hóa thành cho bụi. Bởi vậy, Lăng Hàn trước thu giá sách vào hắc tháp, nếu không cả nó cũng sẽ hồi phi yên diệt. Hắn lập tức sao hai phần, tiếp đó đem bản sao cùng nguyên bản ra nói. Mạnh đội trưởng, dựa theo ước định trước đó, tất cả đan phương song phương đều có thể sao một phần, ta đã sao xong, nguyên bản cũng ở nơi đây, tùy ngươi chọn một phần đi. Ngươi lấy khi nào vậy? Mạnh Vi còn đang kiểm tra đan dược, chưa từ bỏ ý định muốn tìm một chút đan dược còn có thể kiên trì tới bây giờ. Ha ha, chọn đi, Lăng Hàn sẽ không nói hắn còn thu vào hắc tháp một chuyến, trong nháy mắt hoàn thành, hơn nữa còn là hai phần. Mạnh Vi tỉ mỉ so sánh hai phần, phát hiện không sai một chữ, liền gật đầu nói. Hợp tác cùng soái ca chính là bớt lo, uy uy uy, chúng ta hợp tác cũng tuyên cáo một giai đoạn, không bằng đánh pháo biệt ly đi, lão nương nhịn rất nhiều ngày, ngứa chết rồi. Lan, lăng hàn thua một bản để nguyên bản lại cho đối phương luôn ngược lại vừa đụng sẽ toái lẽ nào mị lực của lão nương giảm xuống vẻ mặt của mạnh vi cổ quái không thể nào đâu ngực không nhỏ lưng không to cái mông còn căng như trước sao phao không được xoái ca này lẽ nào tên kia không thích nữ nhân tê ta nghe được đó lăng hàn tức giận nói đội trưởng đội trưởng có người đột nhiên kinh hô trong giọng nói tràn đầy hưng phấn ồn ào cái gì trời lại không sụp dù sụp không phải còn có vị soái ca này nâng sao. Mạnh Vi nói, có một lọ đan dược không hư, người bên kia kêu lên, cái gì, Mạnh Vi cũng nhảy dựng lên, vào tới, ngay cả lang Hàn cũng có chút ngạc nhiên, đi theo phía sau. Ở đây phần lớn đan dược đều thành cho, nhưng có một lọ không hư, dù là người không hiểu đan đạo, cũng có thể đoán ra bình đan dược này bất phàm, mới có thể tồn tại thời gian dài như vậy. Cuồng dã huyết linh đan, Mạnh Vi tiếp nhận bình thuốc, đọc nhãn mác phía trên đây là đan dược gì? Tất cả mọi người lắc đầu, bọn họ không có nghe nói qua. Ha ha, này là kỳ dược ở nhật nguyệt cảnh, có thể để nhật nguyệt cảnh đề thăng một tiểu cảnh giới nhỏ, tiết kiệm mấy vạn năm thời gian A. Một thanh âm đột nhiên vang lên, giải thích, ai, chúng nhân lập tức quay đầu, nhìn ra cửa, tại hạ quý chính mình, ngoài cửa một người, nhưng bởi vì nơi này rất tối, bởi vậy tia sáng từ sau lưng hắn chiếu vào, chỉ có thể thấy một đường viền đen kịt, nhưng vẫn có thể phân biệt ra, người này rất thon dài. Người này dừng một chút, mới nói, giao thần đan ra, có thể cho các ngươi một con đường sống. Bằng không thì sao, mạnh vi hỏi, bằng không, quý chính bình cười cười, tay phải hắn mở ra, lòng bàn tay đã nâng một vật lớn chừng trứng gà. Này là phúc độc bạo đan, một khi ném ra liền lập tức bạo tạc, tiếp đó tản mát ra độc tính cường đại, tin tưởng ta, dưới nhật nguyệt cảnh, bất kể là người hay yêu thú, chỉ cần người chúng một tia, ở trong nửa cái hô hấp sẽ độc phát thân vong, tuyệt không có một chút xíu ngoài ý muốn bọn người mạnh vi kinh hãi đối phương cũng không nói dối phúc độc bạo đan quả thực đáng sợ như thế bất quá vật trong tay đối phương rốt cuộc có phải phúc độc bạo đan hay không này là cái dấu hỏi cho các ngươi nửa nén hương thời gian suy nghĩ nếu không giao thần đan ra ta không thể làm gì khác hơn là ném phúc độc bạo đan vào quý chính mình cười ha hả nói ta ghét nhất giết người nên các ngươi không nên bước ta ai cũng không biết hắn nói thật hay giả nhưng vạn nhất là thật vậy thì quá đáng sợ bọn người mạnh vi không dám vọng động bọn họ đều là người liếm huyết trên lưỡi đao nhưng cũng vì như vậy bọn họ càng yêu quý sinh mệnh chỉ cần sống tất cả đều có khả năng nhưng nếu mất mạng vậy thì cái gì cũng mất lang hàn nhướng mày hắn cũng không có thể kết luận quý chính mình là đang hư trương thanh thế hay là thật có đại sát khí hắn không sợ nhưng nếu để đám người mạnh vi dính líu vào lại khác đã như vậy hắn lặng yên lui ra sau một chút tiếp đó tế xuất diệt long tinh thần tiễn chương 1236, gặp gỡ bất ngờ. Không cần tiến thức trung cực, lấy thực lực của hắn bây giờ, một mũi tên phổ thông cũng có thể nháy mắt giết tồn tại đại viên mãn. Quý chính bình mỉm cười, rất tự đắc, một người liền hoàn thành khống tràng, điều này làm cho hắn cảm giác rất tốt. Nhưng đột nhiên, trong lòng hắn dâng lên một cổ báo động cường liệt, để trái tim hắn kịch liệt co rút lại, lỗ chân lông cả người khép kín. Nguy hiểm, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không kịp nghĩ cái khác, vội vã bước ra hưu một đạo hàn quang xẹt qua tốc độ nhanh kinh người đinh xuyên vai trái của hắn lực lượng cường đại kéo hắn bay ra ngoài đám người mạnh vi đầu tiên là ngẩn ra sau đó dồn dập hét lớn một tiếng giết ra ngoài dựa vào lại dám uy hiếp bọn họ bọn họ lao ra bí thất nơi này không gian rộng rãi dù cho phúc độc bạo đan vẫn có uy hiếp rất lớn nhưng nhiều nhất chính là để một người chúng chiêu không thể như vừa nãy kinh sợ tất cả mọi người quý chính bình đầu đầy mồ hôi lạnh người bí ẩn kia bắn ra một mũi tên, có thể đóng thủng thân thể của hắn, suýt chút nữa để hắn trực tiếp bỏ mình, thực sự là đáng sợ. Nếu không phải hắn trời sinh cảm ứng nhạy bén, ở trước lúc đối phương xuất tiến bắt đầu né tránh, mũi tên này tuyệt đối có thể đánh nổ trái tim hắn. Hắn sợ không thôi, vừa nãy chỉ cần phản ứng của hắn hơi chậm một chút, hiện tại hắn chính là một bộ thi thể. Ha ha ha, quý sư đệ, sao ngươi thảm đến như vậy? Xeo xeo xeo, lại có bốn người vọt lại, mỗi một người đều tỏa ra khí thức mạnh mẽ. Mà nếu Lăng Hàn từ trong phòng đi ra, thì sẽ phát hiện trong bốn người này còn có một người quen cũ. Sa Nguyên, quý chính mình nhịn đau, nhổ mũi tên xuống, nhất thời, máu tươi từ trong vết thương phun mạnh ra, làm sao cũng không ngừng được. Hết cách rồi, trên tiến tự nhiên mang theo ý chí võ đạo của Lăng Hàn, nếu không quét dọn, máu tươi sẽ không thể ngừng lại. Hơn nữa, nếu như không trừ sạch sẽ, sau này còn có thể lưu lại vết sẹo, mang theo cả đời. Hắn vừa mở miệng, Lăng Hàn ở trong phòng tự nhiên nghe được rõ ràng, hắn không khỏi lộ ra nụ cười gần, không nghĩ tới còn chưa có đi tìm Sa Nguyên, tên này liền tự mình đưa tới cửa. Vừa vặn làm thịt, hắn lau qua khuôn mặt một cái, dung mạo lập tức đại biến, nhưng không phải dịch dung thành một người khác, mà khôi phục diện mạo thật sự của hắn. Đệ tử của Lẫm Thiên Tông đương nhiên không thể tàn sát lẫn nhau, dù cho ở trong bí cảnh đoạt bảo, vậy cũng chỉ phân ra thắng bại liền thu tay lại đương nhiên, nếu không có người chứng kiến, vậy giết thì giết, ai biết chứ. Nhưng Hàn Lâm mới là đệ tử của Lẫm Thiên Tông, Lăng Hàn không phải. Lăng Hàn khôi phục diện mạo thật sự, hắn xác thực muốn lấy thân phận của Lăng Hàn đưa Sa Nguyên lên đường, như vậy báo thù mới thoải mái. Các ngươi lưu lại nơi này, Lăng Hàn nói với Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân, nếu không sẽ rất rắc rối, lộ ra khả năng hắn là Hàn Lâm. Ừm, Thủy Nhạn Ngọc gật đầu, Hồ Phỉ Vân thì rất mờ mịt đáp ứng, không biết tại sao Lăng Hàn đột nhiên muốn khôi phục dáng dấp ban đầu. Lăng Hàn nhanh chân đi ra ngoài, Sa Nguyên đang muốn ra tay, nhưng ánh mắt liếc về cửa, liền ngẩn ra. Lăng Hàn, sao có thể có chuyện đó, vì sao lại nhìn thấy hắn ở đây? Từ khi Lăng Hàn tiến vào tinh không mộ lớn, liền không xuất hiện nữa, một năm sau lẫm thiên tông sát hạch thu đồ đệ, tương tự không nhìn thấy Lăng Hàn hiện thân, bởi vậy rất nhiều người đều suy đoán Lăng Hàn chết ở trong tinh không mộ lớn. Nhưng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Lăng Hàn. Lăng Hàn, Sa Nguyên hừ lạnh một tiếng, hắn muốn Lăng Hàn chết cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, chỉ là đối phương may mắn đến kinh người, làm sao cũng không chết. Nhưng lần này, hắn sẽ đích thân ra tay, nhìn đối phương còn có biện pháp gì có thể thoát thân. Người này có cơ duyên lớn, hắn nhất định phải chiếm được. Đánh không lại, đùa giỡn, lúc trước Lăng Hàn tiến vào tinh không mộ lớn chỉ là đại cực vị, hiện tại mới qua ba năm, lẽ nào hắn còn có thể nhất phi trùng thiên sao? Quá tốt rồi, lại có thể nhìn thấy người ở đây. Sa Nguyên cười gần, để ngươi tránh nhiều lần như vậy, lần này bản thiếu tự mình ra tay, chắc chắn sẽ không cho ngươi cơ hội chạy trốn. Lăng Hàn không khỏi bật cười nói, Sa Nguyên, ngươi cũng thật chỉ sống ở trong thế giới của mình. Hiện tại Sa Nguyên và hắn tranh lệch, đã lớn như trời cùng đất. Vẹn vẹn qua ba năm, lẽ nào ngươi còn có thể hàm ngư vươn mình? Sa Nguyên căn bản không tin, đối với thần linh mà nói, ba năm thực sự là cực kỳ ngắn ngủi, căn bản ngay cả một tiểu cảnh giới nhỏ cũng không thể vượt qua, xa sư đệ người nhận ra người này năm người đối phương hiển nhiên đều là đệ tử của lẫm thiên tông hơn nữa đều là đệ tử trọng điểm tuy rằng thiên phú không sánh được đệ tử hạt giống nhưng cảnh giới nhưng không thấy đến thấp năm người này đều là sơn hà cảnh đại viên mãn hơn nữa đều là đệ tử trọng điểm bọn họ chỉ ít cũng là thiên tài tam tinh bởi vậy tuy quý chính mình bị một mũi tên trọng thương nhưng bọn họ không có vì vậy mà sợ sệt sức lực vẫn rất đủ nhận thức một nhà quê khai thiên tới sa nguyên khinh thường nói ồ bốn người khác cũng gật đầu đối với lăng hàn tự nhiên mất đi hứng thú nếu như là thế lực lớn đưa truyền nhân vào tiểu thế giới lại khai thiên mà đến vậy thì châu bò nhưng sa nguyên đã nói nhà quê vậy nói rõ lăng hàn chỉ là thổ dân của tiểu thế giới tại thần giới không có chút căn cơ vậy tự nhiên không cần để ở trong lòng nếu có cửu oán với sa sư đệ vậy liền giao cho sa sư đệ tới đối phó thanh niên áo lam nói hắn nhìn chằm chằm trong phòng để hắn kiêng kỵ chính là cao thủ bắn thương quý chính mình. Đám người mạnh vi kỳ quái, sao lăng hàn đột nhiên hoàn toàn biến dạng. Nếu không phải hắn ăn mặc không thay đổi, lại bị xưng là lăng hàn, rất tương tự hàn lâm, bọn họ sẽ hoài nghi có phải lăng hàn đã sớm trốn ở trong phòng hay không. Cực kỳ tình nguyện, Sa nguyên nhìn chằm chằm lăng hàn, trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Nói thật, kỳ thực hắn cũng không muốn tiến vào lẫm thiên tông. Ở điểm tinh thành, hắn là công tử bột đỉnh cấp, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, dù cho sông ra đại họa gì, cũng có cha bảo bọc hắn. Nhưng ở lẫm thiên tông thì sao? Gốc gác của hắn thật không tính là gì, nơi này có quá nhiều đời sau, truyền nhân của tinh thần cảnh, để hắn hoàn toàn không có cảm giác yêu Việt. Đi tới lẫm thiên tông, hắn thật giống như từ đám mây rơi xuống bùn đất, cảm giác yêu Việt hoàn toàn biến mất. chương 1237, còn có ai muốn ngăn trở ta không? Có điều, nếu như có thể được cơ duyên trên người lăng hàn, vậy hắn nhất định sẽ tiến thêm một bước, bước vào đệ tử hạt giống. Vậy thì châu bò, lăng hàn, giao đồ vật của bản thiếu ra đây. Hắn hét lớn một tiếng, nhào tới lăng hàn, tay phải chém xuống, thần văn đan dệt, hóa thành một cự trưởng. Thiên phú võ đạo của Sa Nguyên xác thực không sánh bằng triệu luân, nhưng có thể thành đệ tử trọng điểm, thực lực của hắn vẫn rất mạnh. Oanh, bàn tay lớn ghim xuống, che kín bầu trời. Khóe miệng của hắn cười gần, thiên kiêu của sích thiên học viện này ở trước mặt hắn lại đáng là gì? Mặc ngươi lại yêu nghiệt, lại thiên tài, nhưng cảnh giới quyết định tất cả đi chết đi, hắn sẽ nhân lúc linh hồn của Lăng Hàn tiêu tan, lấy ra ký ức của đối phương, hoàn toàn được cơ duyên của đối phương. Lăng Hàn lắc đầu, công kích như vậy hiện tại ở trước mặt hắn còn có thể tạo được tác dụng gì. Hắn hít một hơi, sau đó nhắm bầu trời thổi ra. Đùng, bàn tay nguyên lực kia lập tức đổ nát, hóa thành vô số toái ảnh, hướng về bốn phương tám hướng bay xuống. Ta sát, năm người sa nguyên đều giật mình há to miệng, hoàn toàn không thể tin được quá khuếch đại đi thổi một hơi liền lợi hại như vậy cái này không phải là khoác lác a à. cái tên này lẽ nào là nhật nguyệt cảnh nhưng nhật nguyệt cảnh không thế tiến vào nơi này coi như có chút thế lực bồi dưỡng nhật nguyệt cảnh để bọn họ tự phế cảnh giới sau đó ăn đan dừa cấm kỵ mạnh mẽ tăng lực lượng lên trở về nhật nguyệt cảnh nhưng lăng hàn còn trẻ như vậy có khả năng tự hủy cảnh giới sao không không thể sa nguyên hẳn là người hiểu rõ lăng hàn nhất hắn không thể tin tưởng chỉ vào lăng hàn nói Ngươi làm sao có khả năng nắm giữ chiến lực như vậy, tuyệt đối không thể. Sa Nguyên, dưới cái nhìn của ngươi chuyện không thể nào có rất nhiều, nhưng đều sẽ thực hiện. Tỷ như, ta sẽ làm thịt ngươi, Lăng Hàn uy nghiêm đáng sợ nói. Nếu như câu nói này nói sớm một chút, Sa Nguyên tất nhiên sẽ một trăm cái không tin, nhưng người ta thổi một hơi liền thổi tan bàn tay nguyên lực của hắn, thực lực song phương tranh lệch có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Sa Nguyên hừ một tiếng nói, được, lần này coi như ngươi gặp may. Người có thể đi, Lăng Hàn kinh ngạc, hầu như không thể tin vào tai của mình. Tên này còn coi mình chiếm thượng phong sao, lại còn nói để hắn rời đi, thật giống như cho hắn ân huệ to lớn vậy. Ha ha, Lăng Hàn rõ ràng, tên này tự mình cảm giác quá tốt, còn tưởng rằng đây là ở điểm tinh thành, hắn là nhi tử của Sa đại thương quân, có thể dựa vào bảng hiệu tinh thần cảnh đấu đá lung tung. Làm sao, còn chưa cút, Sa Nguyên lãnh đạm nói, có vẻ rất thiếu kiên nhẫn. Hắn đã ban đại ân, sao tên này còn không tạ ân cút đi lăng hàn lắc đầu một cái nói sa nguyên trước đây ta chỉ cho rằng ngươi hung hăng ngươi bá đạo ngươi là công tử bột nhưng hiện tại ta mới phát hiện mình sai đến quá mức ha ha người rốt cuộc phát hiện bản thiếu không bình thường nhưng hắn chưa kịp đắc ý chỉ thấy lăng hàn đưa tay nhấn xuống nhất thời nguyên lực hội tụ đập xuống đầu hắn sa nguyên kinh hãi hoàn toàn không kịp phản ứng chỉ thấy trên người hắn có một tờ pháp chỉ bay ra ngăn cản bàn tay nguyên lực kia. ngươi, ngươi thật to gan. Sa nguyên giận không nhịn nổi, thậm chí âm thanh đều đang run rẩy. nếu tấm pháp chỉ này phát huy, chỉ có thể nói rõ một điểm, hắn gặp phải tình thế chắc chắn phải chết, mới sẽ làm pháp chỉ tự chủ kích phát. hắn suýt chút nữa chết. ngươi đáng chết. Sa nguyên giống to, tấm pháp chỉ này có thể tự động kích hoạt, nhưng hiện tại nếu kích hoạt rồi, hắn làm sao có khả năng bỏ qua cơ hội như vậy, đang muốn nhờ vào đó giết chết lăng Hàn. hắn ra tay, trong một quyền đấm ra. Pháp chỉ ra chi lực chiến đấu của hắn hóa thành một mãng như màu vàng vọt tới lăng hàn. Ai những con nhà giàu này sao khó giết như vậy chứ? A à, thời điểm lăng hàn còn ở trong lòng nhổ nước bọt, sao nguyên đã rên lên một tiếng lộ ra vẻ thống khổ kim quang trên người đông đưa pháp chỉ chập chờn thật giống như muốn phá diệt vậy. Con mãng nghiêu kia cũng tự mình tiêu tan. Lăng hàn đầu tiên là ngẩn ra hắn còn không có đánh sao sao nguyên thống khổ như bị bạo cúc vậy nhưng hắn lập tức hiểu được. Nơi này có cấm chế tồn tại, chỉ cần lực lượng đạt đến nhật nguyệt cảnh, sẽ bị nhầm vào. Trước Pháp chỉ phát huy, chặn một kích của hắn, tuy uy lực bất phàm, nhưng không có đạt đến cấp độ nhật nguyệt cảnh. Nhưng hiện tại Sa Nguyên chủ động xuất kích, xúc động Pháp chỉ, lực lượng đạt đến nhật nguyệt cảnh, tự nhiên gặp phải cấm chế nhầm vào, chưa đả thương địch thủ, trước đã tự giết mình. Sa Nguyên vẫn không có nghĩ rõ ràng, còn tưởng rằng Lăng Hàn dùng loại bí thuật nào đó nhầm vào mình, không chỉ áp chế uy lực của pháp chỉ, trái lại tiến thêm một bước lấy ra lực lượng của pháp chỉ. Một khi pháp chỉ bị kích hoạt, vậy lực lượng sẽ chậm rãi trôi đi, coi như hắn không dùng cũng không thể cứu vãn, bởi vậy, hắn đương nhiên phải nhân lúc này đánh giết Lăng Hàn. A, à, nhưng vừa kéo lấy lực lượng như thế, hắn kêu thảm thiết càng thêm lợi hại, pháp chỉ không ngừng rung động, thật giống như muốn xé rách. Đùng, tấm pháp chỉ này nổ nát, hóa thành mảnh vỡ đầy trời, mà Sa Nguyên cũng bị phản phệ. Hoa 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 phun máu tươi, cũng may không có bị chém chết. Vẻ mặt hắn mờ mịt, cái này là tình huống thế nào, Pháp chỉ phát huy lại là kết quả như thế. Hắn chỉ vào lăng hàn, run giọng nói, ngươi, ngươi dùng yêu thuật gì, thật là không có kiến thức. Lăng hàn lắc đầu, búng ngón tay, ánh kiếm xẹt qua, lột bỏ về phía sa nguyên. Dừng tay, bốn người quý chính bình dồn dập lao ra, trợ giúp sa nguyên hóa giải đòn đánh này. Nhưng mặc dù lăng hàn tiện tay làm, nhưng lực lượng bây giờ của hắn đạt đến sơn hà cảnh đỉnh cao lại thêm tám tinh, cái này mạnh bao nhiêu. Oanh 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 oanh, bốn người bọn họ không ai không bị một chỉ kiếm này chém bay, có điều, Sa Nguyên cũng bởi vậy may mắn thoát chết. Các ngươi muốn giúp hắn, ta liền chém luôn các ngươi. Lăng Hàn từ tốn nói, còn có ai muốn ngăn trở ta không? Ngươi, ngươi là người bí ẩn kia. Bốn người lẫm thiên tông đều chỉ vào Lăng Hàn, lúc này bọn họ mới ý thức được, người này đâu thể nào là nhà quê mà Sa Nguyên nói, chính là cao thủ thần bí trước bắn bị thương quý chính mình. Làm sao có khả năng, trong thế hệ trẻ tuổi, lúc nào có thêm một vương giả mạnh mẽ như vậy. Chỉ nhìn một đòn này, tuyệt đối có thể sánh vai với sáu vương giả hà thao, ngô chiết. mươi 1238, giết Sa nguyên. Ánh mắt lăng hàn đảo qua nói, lưu lại không gian linh khí trên người, cút. Những người này muốn đánh cướp mình, tự nhiên không có đạo lý không công buông tha, vậy cũng lợi cho bọn họ quá rồi. Ngươi không nên quá mức, quý chính mình gầm lên chỉ là bả vai còn chảy máu ảnh hưởng hình tượng của hắn rất lớn hoàn toàn không có uy thế có thể nói lang hàn cười nhạt nói có lẽ trước kia các ngươi làm việc quá thuận lợi nên mới có thể nói lời ấu trĩ như thế hừ ở trước mặt ta các ngươi tính là thứ gì không ngoan ngoãn lưu lại không gian linh khí vậy ta liền làm thịt các ngươi quý chính mình chỉ cảm thấy nhục nhã to lớn nhưng không khỏi nghĩ đến trước hắn cũng cầm phúc độc bạo đan đe dọa đối phương không giao cuồng giã huyết linh đan ra liền đánh giết bọn họ, hiện tại chỉ là một thù trả một thù. Công bằng, thế gian này, thực lực ai mạnh hơn, người đó liền đại biểu công bằng. Xem như ngươi lợi hại, bốn người quý chính mình đều lấy ra không gian giới chỉ ném ở trên mặt đất, có vẻ tức giận khó bình. Bọn họ đều có thể xưng là thiên kiêu, xưa nay chỉ có bọn họ tùy ý bức hiếp người khác, chưa từng chịu qua nhục nhã như vậy. Sa Nguyên cũng ném ra một cái không gian giới chỉ, muốn theo bốn người quý chính mình rời đi lăng hàn không khỏi bật cười nói sa đại thiếu gia đầu ngươi bị lừa đá sao ta có nói để ngươi đi sao lăng hàn ngươi thật muốn giết ta không sợ cha ta nổi giận chạy đến nơi này lấy mạng chó của ngươi sa nguyên lớn tiếng nói pháp chỉ bị hủy hắn cuối cùng bay lên sợ sệt chân chính thời điểm nói lời này cũng ngoài mạnh trong yếu lăng hàn lắc đầu nói loại nhi tử như ngươi sa đại tương quân cũng không ngại ít hơn một cái các hạ ngươi đã cầm tiền tài hà tất hùng hổ dọa người Thanh niên áo lam khuyên nhủ, năm người bọn họ là cùng một chỗ, tự nhiên không muốn nhìn thấy đồng bạn bị tàn sát. Ta giết cả nhà ngươi, sau đó nói với ngươi ngược lại người cũng đã chết, không nên hùng hổ dọa người, người thoải mái hay khó chịu. Lăng Hàn liếc mắt nhìn hắn, sau đó không kiên nhẫn nói. Trong ba tức, đều cút cho ta, nếu không, các ngươi liền chôn cùng hắn đi. Hắn thực sự tức giận, khí thế kinh khủng như đại dương minh mông, cực kỳ đáng sợ. Bốn người quý chính mình đều hoảng hốt, đây tuyệt đối là một vị vương giả. Vương giả há cho phép người khiêu khích quyền uy, sắc mặt mỗi người bọn họ tái nhợt, dồn dập xoay người rời đi, không dám nói nửa câu, miễn cho bị Lăng Hàn giết chết, nếu Lăng Hàn đã quyết định giết một đệ tử trọng điểm của Lẫm Thiên Tông, hơn nữa còn là nhi tử của tinh thần cảnh, vậy giết nhiều mấy đệ tử trọng điểm cũng không coi là chuyện lớn gì. Không nên đi, cứu ta, cứu ta, Sa Nguyên há hốc mồm, lần đầu cảm giác được tử vong gần đến như vậy, để cả người hắn phát lạnh bốn người quý chính mình không để ý tới nhanh chóng lao đi sa nguyên mờ mịt xoay người lại nhìn lăng hàn một hồi đột nhiên nói đừng có giết ta ta có thể làm bằng hữu của ngươi ta là nhi tử của cường giả tinh thần cảnh ngươi nhiều một người bạn tuyệt đối có lợi a à. hai chân hắn mềm nhún quỳ xuống khóc dòng nói đừng có giết ta ta không muốn chết ta không muốn chết đúng không ai muốn chết cả lăng hàn giơ tay lên nhưng mà ngươi vì bản thân tư dục ham muốn cơ duyên trên người ta, lại phái người vạn dặm truy sát ta, nếu không phải ta còn có thực tài, sợ là sớm đã một phần xanh cỏ. Hắn đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng hạ xuống, đùng, sa nguyên bị đánh nổ, hình thần câu diệt, hóa thành xương máu đầy trời, ngay cả một khối hài cốt hoàn chỉnh cũng không hề lưu lại. Soái ca, người giết đệ tử của Lẫm Thiên Tông, có thể diệt khẩu chúng ta hay không? Mạnh Vi khó khăn nuốt nước miếng một cái, những người khác đều nháy mắt với đoàn trưởng của bọn họ, Ý tứ là con mẹ nó người hỏi làm chi à, không bằng ra vẻ hồ đồ, sau đó lén lút tránh đi. Hiện tại người hỏi như vậy, không phải đang nhắc nhở người ta sao? Lăng Hàn cười ha ha nói, không có chuyện gì, ngược lại đã thả chạy bốn cái, cũng không kém nhiều hơn mấy người sống nữa, các ngươi sẽ không đi mật báo chứ. Bảy người mạnh vi vội lắc đầu, vậy thì tốt, Lăng Hàn thu không gian giới chỉ của đám người quý chính mình lưu lại, lấy đồ vật bên trong ra, sau đó thu vào hắc tháp đặt ở trong không gian giới chỉ mang theo bên người, vậy ngày sau vạn nhất bị tìm tới, liền có thể chỉ hắn là hung thủ giết người, nhưng thu vào hắc tháp, vậy ai có thể tìm ra? soái ca, trai cuồng dã huyết linh đan này quy ngươi. Mạnh vi đưa bình đan dược tới, lang hàn nở nụ cười nói, không phải nói chia đều sao, ngươi đã cứu chúng ta một lần, hơn nữa, chúng ta được nhiều đan phương như vậy, đã kiếm bộn rồi. Làm người không thể quá tham lam, Mạnh Vi lắc đầu, được, lang Hàn nhận lấy đan dược, ở quá trình thu được bảo tàng nơi này, hắn vốn suất lực lớn nhất, cầm nhiều một bình. Nói là một bình, kỳ thực bên trong chỉ có một viên đan dược, cũng không quá đáng. Này soái ca, chúng ta liền như vậy cáo từ. Mạnh vi chắp tay, chờ lăng hàn gật đầu, liền bổ sung một câu. Thật không muốn đánh một pháo biệt ly hữu nghị sao. Cút, nhìn đám người mạnh vi rời đi, ba người lăng hàn cũng xuất phát, có điều, lực chú ý của lăng hàn đều đặt ở trên đan phương mới lấy được. Đan dược cấp 5 trở lên hắn khẳng định không cách nào luyện chế, cấp bậc thần hồn kém có chút lớn, có điều cấp 5 hẳn có thể, dù sao thần hồn của hắn không ngừng lấy bất diệt thiên kinh rèn luyện, vượt xa sơn hà cảnh bình thường, huống hồ còn đặt chân tới cực cảnh. Hắn tìm một hồi, phát hiện trong những đan phương này thình lình có cuồng dã huyết linh đan tồn tại. Cuồng dã huyết linh đan, ăn vào có thể đề thăng một tiểu cảnh giới nhỏ của Nhật Nguyệt cảnh, hơn nữa không có hạn chế cảnh giới. Nói cách khác, nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị trung kỳ ăn một viên liền có thể đạt đến tiểu cực vị hậu kỳ, mà đại viên mãn tiền kỳ ăn một viên, đồng dạng có thể đạt đến đại viên mãn trung kỳ. Công hiệu này quá kinh người, bất quá, Lăng Hàn nhìn tài liệu trong đan phương một chút, cũng không khỏi nghe răng. Đan dược nghịch thiên, cần tài liệu tự nhiên cũng cực kỳ kinh người. Bên trong một loại chủ tài trọng yếu, là hồng vũ thần vương quả, mặc dù chỉ là thần dược cấp 8, nhưng vô cùng hy hữu hơn nữa niên đại có thể làm thuốc yêu cầu trăm vạn năm, đặt ở trong hắc tháp, muốn đào tạo một gốc cũng cần một ngàn năm. Trường 1239, Hồng Vũ Thần Vương Thụ. Với thần linh mà nói, một ngàn năm quả thực không dài, Sơn Hà Cảnh cũng không nhất định có thể đi về phía trước một bước, nhưng lang Hàn tiến cảnh quá nhanh, một ngàn năm để hắn có chút không thể tiếp thu. Bất quá, nếu gặp phải Hồng Vũ Thần Vương quả mà nói, hắn nhất định sẽ thu. Này không vì mình, cũng có thể cho mấy vị huynh trưởng, bằng hữu bên người, kiều thê hồng nhan, cha mẹ con cái, Nói chung, bảo dược như vậy là càng nhiều càng tốt, tuyệt đối sẽ không ghét bỏ. Dĩ nhiên, ngay cả Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn dùng cũng có hiệu quả rõ ràng, Cuồng Giáo Huyết Linh Đan tự nhiên là thần đan cấp 8, Nhật Nguyệt cảnh tiểu cực vị, trung cực vị cùng đại cực vị dùng mà nói, có tính nguy hiểm nhất định, có khả năng bạo thể. Bởi vậy, người dùng Cuồng Giáo Huyết Linh Đan, bên người cần có trưởng bối bảo vệ, lấy đại năng lực trấn áp dược lực, bằng không uống thuốc uống đến chết mà nói, vậy cũng quá oan đi lang hàn trước để cuồng giã huyết linh đan qua một bên hiện tại cường độ thần hồn của hắn không đủ thứ hai là không có tài liệu cho hắn luyện chế hắn chuẩn bị luyện một loại khác tên là thiên hạc đan này có thể cho võ giả dưới tinh thần cảnh phi hành nhưng chỉ ở lúc đan dược còn tác dụng hơn nữa tốc độ có thể tăng vọt phi thường thực dụng thời điểm mấu chốt này có thể cứu mạng đan dược có thể cứu mạng khẳng định đáng giá nhất ba người ban ngày chạy đi buổi tối thì dừng lại nghỉ ngơi đi lại ở những địa phương như thế này dĩ nhiên phải tận lực bảo trì trạng thái tốt nhất. Buổi tối, Lăng Hàn sẽ đi tới dưới luân hồi thụ tìm hiểu đan phương. Hắn là đan đạo đế vương, ở phương diện này tự nhiên cũng là cuồng nhân, vừa nghiên cứu liền không dừng được, chừng mấy ngày đều ngồi ở dưới luân hồi thụ, để Thủy Nhạn Ngọc có chút không quen. Bình thường Lăng Hàn luôn muốn đùa giỡn nàng, để cho nàng mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ lại không chịu nổi. Nhưng bây giờ thì sao, liên tục mấy ngày coi nàng là không khí, ngay cả nàng đưa qua nhãn thần quyến du ý bảo cũng không nhìn, tức chết nàng, hoặc là như đồ lưu manh, hoặc nghiêm trang như chính nhân quân tử, thực sự là cực đoan. Lại qua vài ngày, phía trước bọn họ xuất hiện một ngọn núi. Ngọn núi này chỉ có thể coi như bán sơn, bởi vì phần eo bị chém nứt, còn lại nửa đoạn núi có vẻ có chút đột ngột. Trên núi có bóng người chấp động, còn không chỉ một hai cái, mà là nhiều vô cùng. Ba người lăng hàn đi tới dưới chân núi, mới biết được này là một dược sơn, có rất nhiều thần dược. Thần dược cấp thấp có thể tùy ý ngắt, nhưng thần dược cao cấp lại bị cấm chế bảo hộ, muốn giải khai rất khó. Có chút căn bản không có khả năng phá giải, cần chỉ ít tinh thần cảnh xuất thủ mới được. Lăng Hàn không khỏi vui vẻ, nói không chừng nơi này có hồng vũ thần vương quả thành thục. Vậy chỉ cần hắn nhảy vào nhật nguyệt cảnh, liền có thể luyện ra cuồng dã huyết linh đan, thực lực hưu 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 bay lên. Còn nữa, dù không có hồng vũ thần vương quả, chỉ cần là thần dược không phải đều có giá trị sao. Ba người hiển nhiên tới chậm, ở đây thần dược cấp thấp không có cấm chế bảo hộ đều bị ngắt đi, bất quá, chúc thần dược này Lăng Hàn không có hứng thú, trong hắc tháp đã đào tạo ra vô số thần dược, chỉ là phẩm cấp đều tương đối thấp mà thôi. Bọn họ hành tẩu, tìm kiếm, rất nhanh thì phát hiện vài cây thần dược được cấm chế bảo vệ, phẩm cấp cao tới cấp 7, nhưng còn không có thành thục. Án Lăng Hàn thôi chắc, chắc là mẫu dược sớm thành thục, nhưng bởi vì không có bị ngắt, hạt giống rơi xuống, vì vậy mới sinh ra vài cọng. Vì một khu vực vốn thiết kế cho một gốc thần dược sinh trưởng hiện tại mọc vài cọng tuy không chen trúc nhưng dinh dưỡng hiển nhiên không đủ để mấy cây thần dược kia có vẻ còi cọc các ngươi chịu khổ rồi ta sẽ cứu các ngươi ra lang hàn không khỏi cười nói không gặp ngươi vô sỉ như vậy rõ ràng muốn lấy người ta luyện đan dáng dấp còn như chúa cứu thế hồ phỉ vân hướng hắn làm ngó ộp ta luyện ra đan dược ngươi đừng ăn a à. lang hàn cười nói người ta chỉ là nói mà thôi hẹp hòi hồ phỉ vân chu miệng nói Lăng hàn quay chung quanh thần dược vài vòng trước ghi nhớ cấm chế, sau đó ở dưới luân hồi thụ tiến hành thôi diễn. Một lát sau, hắn liền vào hắc tháp, bắt đầu phá giải cấm chế. Này so với tưởng tượng thì hao tổn thời gian nhiều lắm, thẳng qua 17 ngày, Lang Hàn mới giải khai cấm chế, thu thần dược vào hắc tháp. Chiếu tốc độ như vậy, chỉ có nửa năm là không thể thu được bao nhiêu thần dược. Lang Hàn lắc đầu, vẫn là trước tìm xem có hồng vũ thần vương quả hay không, này là thần dược có giá trị nhất với ta hiện nay. Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân dĩ nhiên không có ý kiến, hơn nữa, luyện ra thần đan các nàng có thể hưởng dụng, vậy thì càng không phản đối. Lăng Hàn bỏ qua ý nghĩ một lưới bắt hết, bắt đầu tìm kiếm Hồng Vũ Thần Vương quả. Nếu có thể tìm được mà nói, hắn sẽ toàn lực thu, nếu không có, hắn quay đầu tìm thần dược có giá trị nhất, làm sao cũng phải thu vài cây mới được. Bất quá, ngay cả hắn cũng phải tốn hơn 10 ngày mới có thể cởi ra một cấm chế, đó chính là vài chục năm thời gian a, những người khác tự nhiên chỉ có lực bất tòng tâm nên trừ khi mang theo bảo vật đặc thù có thể phá giải cấm chế, phần lớn người chỉ có thể hái thần dược phổ thông không có được cấm chế bảo hộ. Bởi vì chỉ tìm không lấy, chỉ nửa ngày sau, Lang Hàn liền đi hết dược viên một vòng, lúc sắp sửa kết thúc, ánh mắt hắn sáng ngời, lộ ra vẻ vui mừng. Thật có Hồng Vũ Thần Vương quả. Lang Hàn cười to, ở trước mặt hắn, có một gốc cây cao chừng 10 trượng, cả vật thể đỏ đậm, lá cây càng do hỏa diễm cấu thành, hừng hực thiêu đốt. Mà ở trong lá cây thì có từng quả chín mọng những quả kia tỏa ra vũ khí, như mưa rơi vào trên trái cây, rất thần kỳ. Lăng Hàn vui vẻ, tuy trái cây vẫn chưa hoàn toàn thành thục, nhưng đã rất lớn, trồng vào hắc tháp mà nói, tiếp qua 2-3 năm sẽ hoàn toàn thành thục. Đây thật là một phần đại lễ, có chừng 27 quả, án một quả luyện một viên cuồng giã huyết linh đan mà tính, đó chính là 27 viên. Điều kiện tiên quyết là, hắn mỗi lần đều thành công, một quả cũng không lãng phí này đương nhiên là sự tình không có khả năng ai có thể một lần luyện thành đan dược lăng hàn trà tay bắt đầu nghiên cứu phá giải cấm chế